thì khi mà cổ phát hiện ba con mất thì cổ có vào rờ cái đỉnh đầu thì thấy còn nóng. Con rờ vào đỉnh đầu ba con, trong thời gian đó con nhớ không rõ nhưng mà chưa đủ 8 tiếng, 3 4 tiếng gì đó, con nghe nóng và con chắc tay chân thì đã lạnh rồi. Nhưng sau lễ tang chồng con cũng nói là anh đã rờ thử vào ngực của ba cũng nghe còn hơi ấm. Tại sao hai đứa con đều thử ba con mất trước 8 tiếng và cả hai đều thấy con thấy ở nơi đỉnh đầu còn ấm và chồng con thì thấy ở ngực còn hơi ấm? Tụi con lại quên không có rờ thử chân bụng của ba vì cứ nghĩ là ba sống rất hiền thì ba sẽ được vãng sanh. Cách đây một tháng chị con có kể là nằm mơ thấy ba về, ba con có thai và nói là sắp đi đầu thai. Vậy xin thầy khai triển thêm về những sự kiện này. Con không biết ba con sẽ đi về đâu, đường lành hay dữ. Nếu ba nói là ba sẽ đi đầu thai, vậy có phải là ba con đã được siêu rồi không? Nếu không thì có cách nào cho ba con được siêu không thầy? Mỗi đêm con đều bái ngài Quan Thế Âm, A Di Đà để cầu cho ba con được vãng sanh cực lạc, vì con không biết phải làm gì thêm để giúp cho ba con hết. Xin cảm ơn thầy, chúc thầy và toàn thể Phật tử pháp thể thiên an. Như vậy cái điểm mà câu này cổ nói ra là chúng ta cần để ý là ba cổ ngủ trưa và chết, chứng tỏ ông cụ này nhẹ nghiệp, phải không? Cái đầu tiên mà tôi đọc trong kinh mà hội tướng với những người chết và ác đạo thì cái người này phải vô sức hẳn vào cái gì, phải không? Tại lúc đó nhãn nghiệp chỉ kịp căn ý mà mới chết có mấy mà cái ý kia còn mấy cái ý kia còn làm gì, chỗ nào nó còn nằm nó còn nóng làm sao phân biệt được. Nhưng mà rồi cách đây một tháng là gia đình cô vơ thấy ba cổ về than khóc và nói là sắp đi đầu thai. Theo cái dữ kiện cô trình bày ở đây thì tôi biết cha cô sẽ được tái sanh trở lại cõi người. À, tái sanh trở lại cõi người. Nhưng mà tại sao ông cụ than khóc? Vì ông cụ chết trong giấc ngủ, chưa kịp trăn trối gì với con cháu, có phải không quý vị? Khi quý vị đang ngủ, quý vị có những cái chuyện cần phải làm, mà những người đang ngủ mà mất thì họ đâu có dự bị chết trước đâu, họ nghĩ một khỏe mà. Thì họ chết như vậy, họ còn những cái gì chưa làm thì họ đi đâu đây? Họ có những cái chặt là họ có dấu tiền dấu bạc, hoặc là họ muốn chia tài sản mà họ chưa nói được, cho thằng út cái nào, cái thằng trưởng cái nào, con dâu thứ cái nào, con dâu cái nào. Họ có nhiều cái nguyện vọng chưa làm được, do đó họ lẫn quẩn ở mỗi người, phải không? Và chắc chắn người này sẽ trở lại để làm mỗi người. Thì bây giờ cô cắt cứu ba cô là trong 49 ngày. Cô coi cái hành nghiệp của ông cụ lúc sống, ông cụ tu phước hay là tu huệ. Ông cụ tu phước nhiều thì bây giờ cô in kinh ấn tống để mà tăng cái huệ cho ông cụ lên. Ông cụ tu huệ nhiều chứ môn tụng kinh niệm Phật nhưng mà không bố thí là phước thì cô dùng tiền của ông cụ để ba lần. Và nhớ chỉ có dùng kinh niệm tạm để cứu ông cụ thôi. Trong thời gian này đã trễ mất thời gian 8 tiếng, à không thể nào cứu ông cụ này vãng sanh được, mà chỉ cứu ông cụ này từ cõi người lên cõi trời thôi. Và nếu có tái sanh vào cõi người thì sanh vào những gia đình giàu có Phật pháp và có đạo đức và thọ mạng dài lâu, không sanh vào những nước đi địa hạ tiện mà sanh vào những nước văn minh giàu có. Lời khuyên của tôi là nên làm phước bố thí ấn tống, dùng những cái tiền của ông cụ còn để lại làm cho cụ, và nhớ là tụng kinh Địa Tạng ít nhất là tụng trong 49 ngày, mà tụng giá chót là mỗi một ngày phải tụng cho ông ít nhất là được một bộ Thượng Trung Hạ. Đó là cái điều kiện của cụ. Tôi kể về một câu chuyện. Cô này cô ở Hà Hoài, tôi tạm không có pháp danh, cô có số phone Hà Hoài, nhưng mà nếu gì cũng muốn tôi cho. Cổ qua Mỹ, cổ có một cái cổ ly dị với lời chồng trước và cổ tái giá với lời chồng sau. Thì lời chồng trước cổ rất là giàu, cổ nói giàu lắm, ở Việt Nam là giàu hơn những người bên Mỹ nữa. Và khi cổ lập gia đình với người chồng trước, cổ có một đứa con trai, mà gia đình đó là gia đình đứa cháu, cháu trai độc nhất, thành đặc trưng lắm. Do gia đình chồng cũ cổ quá giàu và quá cưng, cho nên cậu này có hai mấy tuổi mà đã hút xì ke và ghiền lắm. Và
chích chó cho tới bị ép và đưa vào trong trại cai nghiện ở Việt Nam. Tức là ăn chơi quá, hút sách quá, con cưng mà trở thành là một cái người bị xì ke và bị bình ép. Mà cổ nói người bị bình ép đến giai đoạn cuối thì cổ tu trình độ cổ mới về thu cú còn cổ. Tức là khi mà cậu bé này còn một tuần lễ, một tháng cuối cùng thì đánh điện qua gia đình chồng cổ đánh điện qua thì cổ về cổ niệm Phật và cổ hậu niệm y như ai những cái nghi thức mà thầy giảng cái gì bây giờ, thì cổ thấy hội tướng rất là lạ. Cái người này không được bản sanh, nhưng mà thay vì những cái người mà bị bệnh ép thì cái giờ đầu cuối của họ là đi kiện đi tàu phòng máu với mũ thôi, thì cái người này không bị máu dầu mũ. Và cái người bị ép thấy đúng chúa là họ bị mù, thì cái con trai cổ nó vẫn còn mờ mờ thấy. Và người bị bệnh ép thì toàn thân khi đó nổi ghẻ lở hết, mà giờ đó con cổ không bị ghẻ lở. Thì cổ nói như vậy và cổ về và cổ tụ trên địa tạng trong 49 ngày. Sau khi chết rồi có bị 49 ngày thì cổ có một người thân rồi, cổ nói là cổ chờ tới 49 ngày thì cái ngày mà cổ làm cái thời cầu siêu cuối cùng 49 ngày thì đứa cháu kêu bà con thấy thằng con của cổ đi về đi từ bình cửa bước vô đứng trước cửa nhà thì hỏi là ủa chứ em đi đâu đây, em chết rồi sao em về nhà chị để làm cái gì đó. Thì cái dòng nó mới nói là em về thăm chị nhưng mà em bước vô nhà không được. Hỏi tại sao không được, nói là chị chưa cho phép em vô không được. Mà lúc này vô đi thì nói mày vô đi, vừa nói xong thì cái cậu con trai mà thấy đứa nó mất đi. Thì hai ngày sau cô này đi khám bác sĩ thì thấy cấn thai và nhập thai ra, và đúng 9 tháng 10 ngày thì bà nó bảo về bà coi lại cái đứa cháu, tại vì đứa cháu này kêu gọi bà cô nữa, bà nó y chang như thằng con của bà, mặt mày tướng tá và cách ăn uống của đứa nhỏ nó cũng giống như thằng con của bạn ngày xưa. Mà vô đây cũng là con đầu tự, mà xưa đứa đó nó vô cũng là cái gia đình chồng cũ của bạn cũng là con đầu tự, mà qua đây cũng là con đầu tự mà cũng sống sung sướng nữa. Mà bà đang lo là bây giờ nó cưng quá, là đứa nhỏ bây giờ nó nói là 5-6 tuổi rồi, mà theo cái đà này thằng này lớn cũng sẽ hút xì ke và cũng chết nữa. Thì như vậy thầy nói đây để cho chúng ta thấy được con người rất là khó. Mà quý vị thấy rõ cậu này hút xì ke và bị bệnh ép thì chỉ có lúc đi địa ngục thôi. Tại sao nó hút xì ke sẽ đi địa ngục? Vì quý vị biết một cái người hút xì ke đó, một ngày họ hút một cái 100 đô la đi nữa đó, thì ở Việt Nam những người đó sống cả tháng rồi. Có phải là cái cậu này, nếu cậu được hút xì ke cậu sống đến 70-80 tuổi, khi cậu này sinh ra đời cái phước báo cậu là 100.000 đô la, nhưng mà trong thời gian có 20 tuổi cậu đã đốt hết 100.000 đô la thì đương nhiên cậu sẽ chết thôi. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy mà nhờ niệm Phật trở niệm 8 giờ cuối cùng mà cái cậu này anh đã trọn về đường ác mà lại được làm người trở lại, mà được làm giàu con nhà giàu nữa. Và cái điểm này đừng có mừng, vì chúng ta thấy là khả làm nhà giàu lại hút sách nữa lại con một nữa. Thì cái gen khi mà cậu này bị ép lần thứ hai, hút xì ke lần thứ hai, thì bà mẹ này đâu còn cái gì để xuống nữa hả? Thì cậu này chết rồi, cậu sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh. Vì vậy thầy khuyên quý vị nên ráng mà đáng sanh ngay được này cho thầy. Vì tái sanh trở lại là quý vị chỉ có nước đi vào không qua được ác thôi. Càng ngày chùa chiền càng đi xuống, tăng ni càng ngày, cái lớp bà đào tạo trước bệnh lâm các tăng ni không còn sống bao lâu nữa. Rồi những tăng ni mà đào tạo sau 75 thì họ đa số là họ thích đi qua Mỹ. Họ thích đi qua Mỹ để họ nghĩ là bên Mỹ là cái xứ thiên đường hạ giới, phải không? Rồi qua đây là do cái lòng tham không đáp ứng được, họ lại quán Phật, quán thầy và quán cả thầy Bụt Đề, quán cả thầy Bảo Lãnh, rồi đâm ra họ khổ. Thì như vậy những người như vậy thì họ đâu còn khả năng để đưa cho quý vị giảng sanh, thì họ siêu họ không được rồi sao họ siêu cho quý vị? Thì nên thầy nói quý vị mà để cho 30 năm nữa thì chùa trở thành là cái chỗ là đi thắp nhang thôi, con cháu của quý vị vô đây nó tụng kinh tiếng Việt nó tụng không được, phải không? Mà thầy giảng tiếng Mỹ thì không có, phải không? Thì vô cùng chỉ là cái ông thầy đứng đây là ông từ gõ chùa ba cái thắp nhang bỏ vài đồng vô tụng cơ là nó đi về thôi, phải không? Như vậy
thì quý vị ráng ngay bám ngay cái phao đời cuối cùng này là pháp môn tịnh độ để giảng sanh. Ngoài pháp môn tịnh độ không có pháp môn nào giảng sanh được. Có phải Đức Phật Thích Ca nói không? Ta lưu lại kinh này 100 năm ở đời Phật pháp để cứu vô được chúng sanh. Mà quý vị không bám vào cái phao cuối cùng này, quý vị không còn cái chân nào nữa. Thấy không? Vừa rồi có một số người họ đến phá thì không lai, họ nói thầy là ma tăng thì thầy trả lời tất cả những ông tăng nào mà không giảng sanh tịnh độ đều trở thành ma tăng hết. Tại sao? Vì ông tăng đó không được giảng sanh thì trải qua thân chung đó sẽ là 3-4-9 ngày để tìm đường đầu thai, nặng thì đi xuống địa ngục, nhẹ thì đi lên làm những loài trâu bò để trả nợ. Thì có phải là những ông tăng mà không được giảng sanh đều là ma tăng hết không? Phải là ma cái gì nữa, phải không? Mà hả, mà là ma ở lại đổi ra bà này là đệ tử của ai, là quyết thuộc của ma dương cái gì nữa. Như vậy quý vị chỉ còn có cái cầu cuối cùng. Tôi nhấn mạnh lại, sở dĩ thầy qua đây thầy giảng pháp là gì? Thầy nói quý vị phải chuẩn bị cái này là gì? Quý vị sắp xếp lại đời tu của quý vị đi. Quý vị không thể giao cái sự giảng sanh của quý vị cho những vị thầy mà họ không có thiết tha đến sự giảng sanh của quý vị đâu hả? Quý vị nghe kỹ đi, mà quý vị phải tự lo cho quý vị. Quý vị học là bác sĩ thì cũng phải nói trong 8 năm ở đời này phải ra trường. Cái người nào nói tôi học bác sĩ đời này không ra, đời sau tôi ra, cái người đó là bác môn đi. Cái người nào học làm neo nó đi thi đời này không được, đời sau tôi trở lại học neo nữa, thì người đó là cũng là vô minh rồi, phải không? Và ở đây cái nghề nào cũng phải học trong nghề. Bây giờ tôi mở một cái trường tôi dạy, trường tôi dạy nghề, học kiếp này không sao, kiếp sau lên tôi dạy nữa, có chịu vô học không? Vậy mà đời này có những ngôi chùa như thầy nó dạy cái tu đi con, tôi không giảng sanh nhân viên rồi sao vậy tu nữa. Vậy mà quý vị dẫn cho tu nó nghe nó được không? Thấy rõ gì thế này, phải cái trình giảng sanh nghe cái đời này. Tại vì sao? Quý vị cứ nói quý vị muốn giảng sanh mà quý vị còn lý thuyết cái cõi ta bà này quá. Cũng như nhiều người nói là sẽ sợ chế độ cộng sản nó chạy qua đây, mà cái người đó cứ xách tiền về làm ăn hoài vậy nào. Có những hai người đó không quý vị? Có. Chúng ta phải sợ, giống như chúng ta phải là chết sống cũng đi. Mà giờ chúng ta sợ cái cõi ta bà này, cũng như những người mà tiện nạn nó chạy qua đây, phải sợ như vậy. Và một đi không trở lại. Và phải sợ. Sợ đây không phải là chúng ta bỏ cha bỏ mẹ, vì chúng ta chưa biết lỗi, không phải chết chùm. Nhưng hồi xưa chúng ta đi được viên, có tiền đủ chỉ đi, người nào đi được khóc người đó đi, rồi qua đây làm chút tiền rồi cứu gỡ rồi từ từ qua, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta về ngược lại, chúng ta phải xuyên quyết lại trong đây, chúng ta phải đi. Quý vị cứ đi ở đây một bộ băng giảng có giảng sư quý vị được nghe. Quý vị đây đủ những cái hiểu về, nghĩa là đại thừa tiểu thừa, về bát tông năm tông mà quý vị không giảng sanh được thì quý vị trở lại để cái cõi này 30 năm nữa không cách nào quý vị giảng sanh được đâu. Tôi tin đó, 30 năm nữa 450 chùa ở Mỹ này sẽ bán hết, vì không có ai để mà đủ tiền để mà phát điện hết nước này. Đừng có nói gì hết, vì nó thế cũng không có hả? Thì quý vị nhìn rõ dùm cho thầy, đây là những cái ngọn lửa cuối cùng của đạo Phật. Này, quý vị nhìn thấy rõ, tôi thấy rõ như là một ngày. Quý vị tìm cho thầy những vị hòa thượng đạo cao đức trọng thì lần lần tới cái tuổi viên tịch, những cái gì mà đạo cao đức trọng thì lần lần viên tịch, những cái gì mà ở cái tuổi 50-60 thì như tôi đã 58 này thì cũng không bao lâu nữa. Rồi những cái thế hệ tăng ni mà đào tạo sau này thì họ qua đây là họ chỉ lo chùa cao Phật lớn và cái gì quý vị danh sanh họ ý hết rồi. Thì quý vị làm ơn tự lo đi, tự lo quý vị đi. Tôi nói đây là cái ít chuông cảnh tỉnh. Từ lần đây không phải là gì cái vấn đề gì hết, vì vấn đề danh sanh quý vị đó, quý vị làm một cái ba và làm một cái gì nó đàng hoàng để kiếm một nơi. Nếu có phước thì có được một người vừa làm, họ cho quý vị một cái phòng trời niệm giảng sanh. Còn không có phước thì quý vị lập cái bằng một niệm, rồi quý vị thương trợ lẫn nhau để đầu cuối cuộc đời quý vị có bạn tu hướng dẫn nhau. Thành ra cái làm cái gì làm có thể làm ở dương gian. Bây giờ thì đóng sổ rồi, thầy chỉ nhận 50 thầy không nhận, mà bây giờ lên tới 51 thầy cho quý vị đến mấy người. Vì lý do quý vị biết không, thủ tục của Hoa Kỳ này ở dương gian, ở những vùng phù cận của chúng ta rất là rẻ. Chúng tôi dự thù là khi mà nhận 100 member để vào trong đó, nhưng mà 100 người vô đó nó rẻ lên thành 200-300 rồi. Tại vì một người họ ở Sơn Ma, họ kiếm
kiếp cho người bạn nữa, là hai người con cháu. Rồi khi mà vô đâu đó tu thì con cháu này có những nó vô ba bốn người nữa, thì cái hệ thống lương minh, hệ thống xếp định, hệ thống điện nước, tụi chi tiêu nó đòi hỏi rất là khó khăn. Sau cùng chúng tôi chỉ làm được đến số 50 người đó. Thì 50 người đó là những người nó giàu, đó là A Di Đà. Và cái mảnh đất đó chúng tôi dựng chùa vua. Mà bây giờ tôi lấy cái tiền đất đầu tiên tôi dựng chùa, đó là mỗi người đóng tiền đất là 2.000 đồng. Thì 50 người đó có 100.000, mà 100.000 để mua một cái mảnh đất mà chi tiêu nó đòi hỏi là 23 mẫu để mua được, quý vị. 23 mẫu, nhưng mà ở Dương Tân 23 mẫu có một căn nhà, chúng tôi mua có thể giá 250.000. Thì bây giờ 100.000 đó là chúng tôi dùng ra, và trong 50.000 chúng tôi đi thay năm. Thì bây giờ với cái tiền lời bây giờ 150.000 thì mỗi tháng trả nó 600-700 thì chia cho 50 người nó cũng nhẹ, đúng không? Thì đã như vậy thì chúng tôi có được cái nhà, thì chia đất ra trong 23 mẫu, chúng tôi chia cho mỗi một người là một lô đất 1.500-2.000 triệu đồng. Thì người đó có quyền cất có nhiều tiền thì kéo cái mobile home vô. Người hết tiền thì đặt một cái nó kêu là cái cabin, cabin để mà ở trong đó đúc tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Trong đó có một cái phòng tắm như như giống studio, có cái máy lạnh, có máy hết, có cái chiếc trần để mà ở ba trăm mét đó. Rồi đồng hồ điện cũng có quý vị, đồng hồ nước cũng có quý vị. Cái miếng đất không là 2.000 rồi, cái tiền điện đồng hồ điện đó cũng phải 1.000-2.000, rồi tiền nước nữa cũng khoảng 2.000, rồi cái tiền ống su nó từ nhiều chùa cũng 7-7.000 là để mới là utility thôi, điện nước thôi. Nhưng mà nó có được cái lợi là quý vị ở trong đó là một cái tổ chức Phật giáo có chịu lợi cho những người già, thì nó kêu là non profit tax, không đóng thuế. Chúng ta ở ngoài mua cái mobile home, chúng ta có trả ốp mobile home thì chúng ta phải đóng cái SB. Đằng này quý vị ở cho cái khi ngày chết mà cái tài sản của quý vị được quyền sang nhượng cho con cháu khi qua đời, bán lại cho người khác. Bây giờ bàn tay soạn báo còn 10 phút nữa tới giờ thọ trai, xin thầy hỷ quan hỷ hồi hướng 5 phút. À, đưa cái microphone thì chú nói cái gì? Alo, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con xin phép thầy cho con kể câu chuyện mà thầy giảng pháp nãy giờ nói về cần cái ban trải nghiệm 8 tiếng nữa này. Thì con cũng xin đại diện giống như là con có hai chuyện đã chứng kiến qua. Thì hôm nay mình cũng có một cái hạnh phúc, một cái duyên để mà ngồi nghe pháp của thầy giảng. Thì con xin kể cái câu chuyện trước tiên, đó là cái câu chuyện mà thành mở cái thành lập một cái hội để mà trợ niệm 8 tiếng nó rất là có cái hiệu quả. Thì cái thời mà năm 80 mấy đó, 80 mấy con có đi trợ niệm cho một cái người đó, là họ cũng sắp sửa mất đi, thì coi như cái ngực chỉ còn nắm thôi. Nhưng mà nói về mình đi trải nghiệm á, nó có nhiều cái quyền gì là mình trải nghiệm, mình tụng kinh để hồi hướng cho họ, chứ cái là tụng kinh phổ môn để cầu an. Rồi trong 3 ngày thì cái ngày thứ ba đó con mới tụng thêm cái kinh mà để sám hối cho cái người đó. Thì mình tụng xong cái người đó lại khỏe lại, tỉnh lại. Tỉnh lại xong được khoảng năm sau cái người đó mới mất. Là cái đó cũng một cái ngày. Rồi một cái thứ hai nữa, một cái người này đã bị bệnh não này, đi bệnh viện này, họ coi như là chết rồi, không còn nữa, nằm trong cái nhà xác á. Rồi ở nhà chuẩn bị vợ con mà chuẩn bị gạp này kia nọ hết. Rồi mình cũng đi ra tới là lớp ma, lớp ma đó là hòm gương đi mua hết rồi. Thì ở đây cũng có đi chợ niệm như vậy. Thì ở nhà chuẩn bị xong hết, thì coi như chuẩn bị đưa về, thì anh lo tóc không ngồi vậy, sắm lại. Thì mãi đến cho tới bây giờ luôn, có con, có cái rồi lớn sắm, mãi mãi đến bây giờ cũng còn khỏe. Thì thành ra giống như là
sẵn có một cái duyên là thượng tọa đến đây để mà thuyết giảng, thì mình cũng khuyên quý vị đây mọi người cũng có một cái tấm lòng tình người lẫn nhau để mà trợ giúp cho nhau, cái đó cũng là một cái hay. Một phần cái điểm mà chú này nói à, chú Phúc Minh, tại vì con á, thay vì con tập trung vô con cầu siêu cho người ta giảng sanh đi, con lại cầu an, thì nó đổi cái phước mà giảng sanh nó chuyển qua trở thành là sống thêm ở cõi người này để mà đua nhau tranh khổ thêm năm nữa. Ha. Cái ông đó hồi xưa nếu mà ông chưa có vợ đó thì ông để lên cõi thượng lạc, ông khỏe quá, bây giờ ông để cho ông phụ tùng có vợ có con, phải không? Như vậy đó là thầy nói cho từ nay thầy không lại dứt khoát là không cầu những gì hết định đâu, mà thầy hôm nay cầu những cái gì giảng sanh thôi. Trong kinh Ấn Quang Đại Sư nói là đừng có cầu cho hết bệnh, vì cầu cho hết bệnh để đổi lại cái xe nó đã sắp cũ rồi, không chịu đổi cái xe mới cực lạc, mà đổi cái xe ở cái gì, ở cái body shop, thấy không, cái xe ở nhân gian. Thành ra đúng nó có quay lại như vậy đó, ý thầy nói cho vui, nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí huệ đổi lại cái thân ở cõi cực lạc, cái thân bất sanh bất diệt cái cõi cực lạc, đừng đổi lại cái thân tứ đại này, phải không? Bây giờ chiều nay còn nhiều cái một hay lắm, còn có thể nói gì nữa? Dạ. Nhưng mà thầy biết không, tại vì cái người đời á thì bình thường á còn một phút thì cũng còn một cái tình. Bởi vậy quý vị cứ nói là tôi muốn về cực lạc, họ tham lắm cõi ta bà này. Cho nên thầy biết là một câu chuyện nữa. Rồi. Chẳng hạn như má của con, cái lúc mà khoảng 54-55 tuổi thì bà bệnh rất nặng lắm, tưởng nghĩ là qua không khỏi đâu. Thầy phải không, giống như là bà dì á, thì bà cũng lo này lo kia để mà chuẩn bị đám đàn á, thì cũng nhờ cái cầu nguyện đó mà hôm nay mẹ mình sống với mình được gần 80. Thì cái đó mọi người cũng đều mong muốn là đúng không, chứ đâu có chơi dẫn mà lại cầu siêu hơn rồi đó được. Thầy là muốn cầu siêu thôi, tại trong thời gian bà sống đó. Trong thời gian bà sống nó gặp gia đình con đạo Phật, chứ không ấy đó là nếu mà vô tình con cưới vợ mà vợ con hay là nó không vừa ý là tạo nghiệp cho bả tội nữa. Thành ý với thầy đó là cái sống chết nó nhẹ lắm, tại vì chúng ta có cái bất tử mà, phải không? Chúng ta có cái bất tử mà lâu nay chúng ta chạy theo cái sanh nghiệp mà quên cái chúng ta có cái bất tử. Thành ra bây giờ thời gian không còn nữa, băng tay sọt ra chuẩn bị xong rồi, phải không? Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng từ chiều nay sau bây giờ chỉ định thầy thông lai lên tiếp. Chiều nay thầy có hai cái mục là thầy hướng dẫn quý vị đi thiền hành theo tiếng trống và đại hồng chung. Đây có hay quá, lần đầu tiên thầy vừa ý là có trống bát nhã và đại hồng chung. À, cách này là cách là đi thiền hành của người qua à, đi khác cái người Việt Nam này. Chiều nay cách là lại hải triều âm, thầy chỉ cho quý vị để học thêm những cái đó để mà chúng ta biết một cách là lại phật hải triều âm và đi thiền hành theo tiếng trống và tiếng chuông. Đi rất là dễ và đi cùng lắm, quý vị đi rất là hay, có tiếng trống. Lần đầu tiên tôi bước vô đây là tôi nhìn cái trống, cái chuông của thì sư tôi thích lắm. Cái chuông đó thỉnh á, bây giờ thỉnh không có dưới 15-20 ngàn đâu, phải đúng không đi sư? Dạ. Vì đạo Phật thì bây giờ mà biết thì chắp tay hồi hướng là chúng ta cùng xuống dưới cái đường để bảo tàng. Và hẹn gặp lại quý vị Phật tử đang nghe pháp trong hệ thống bao phát, phải không? Vào lúc ra cái chương trình của chúng ta trở lại vào lúc mấy giờ đó, coi lại coi mấy giờ? 2 giờ phải không? Giờ mời quý vị trở lại vào lúc 2 giờ. Giờ chúng tôi hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng Thank you.
Không, tôi nghĩ là buổi sáng rồi. Sáng rồi. Sáng rồi. Cái gì? Không phải là tại vì buổi sáng, thôi. Tại sao cần tiếng? Hội Long Hoa
Tức là cái cô Ba Tâm này cổ thắc mắc là có một số các cái giáo phái họ xưng là Hội Lâu Hoa. Anh đừng có hiểu cái vấn đề đó không? Có những số chùa thì biết mà xưng là giáo phái của Phật Di Lặc là Lâu Hoa, rồi họ có vấn đề là giáng cơ nhập điển, rồi hoặc là truyền điển của Phật Di Lặc cũng cho cái người nào đó không có cái giáo phái đó, họ cũng có mặc y áo đại thừa thì cũng có y màu vàng, để xin thầy Quan Thế Âm cho biết đó là chánh pháp hay tà pháp, và xin thầy cho đại chúng biết thêm về Hội Lâu Hoa. Thầy xin khẳng định, thầy nói sự kinh điển của Phật, trong thời kỳ giáo pháp của Phật Thích Ca còn đại thế, kể từ khi Phật Thích Ca nhập diệt, năm đầu tiên Đức Phật nhập Niết Bàn, cho tới 1000 năm đầu thời kỳ đó gọi là chánh pháp, 1000 người tu, 900 người chứng quả, thời kỳ đó gọi là giới được thành tựu. Tất cả tăng ni mà và các cư sĩ Phật tử thời đó chỉ cần đến nghi Phật, chư tăng như thầy giữ trọn 250 giới, nghe pháp của Phật dạy, dùng trí huệ quán chiếu là chứng những quả vị A La Hán rất dễ dàng. Còn cư sĩ như quý vị nghe một bài kệ và giữ ngũ giới, đa số đều chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, là dòng tháng đầu tiên còn 7 lần luân hồi sinh tử, kêu là thực hiện chánh pháp. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn, kể từ năm 1001 cho tới năm 2000, thời kỳ đó gọi là tưởng pháp, là thời kỳ này là thời kỳ của thiền định kiên cố. Thời kỳ này tất cả người tu đều dùng pháp môn thiền định để đạt quả vị A La Hán, hoặc là các quả vị từ sơ quả cho A La Hán là ta quả A La Hán. Thời kỳ này được gọi là tưởng pháp, có nghĩa là thời kỳ này là không có Phật mà họ thờ hình tượng của Phật và đi theo kinh sách của Phật để mà chứng những quả vị giải thoát luân hồi, gọi là tưởng pháp, tưởng là hình tượng. Thời kỳ này 1000 người tu có được 519, cho tới khi thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn, từ năm Phật nhập Niết Bàn cho tới năm 2001 cho tới năm 10000, thì bây giờ chúng ta đã là 2653 rồi, tức là chúng ta đã mạt pháp được 653 năm. Mà thời kỳ mạt pháp này nó sẽ kéo dài đến 10000 năm, cho tới khi nào sau này kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn ai biết tới, kinh Pháp Hoa không còn ai biết tới, kinh Đại Pháp Niết Bàn không còn ai biết tới, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, tất cả những bộ kinh mà chúng ta lưu hành hiện nay người ta không biết tới, chỉ còn có một câu A Di Đà Phật. Và cái thời kỳ A Di Đà Phật này nó kéo dài rất là lâu, tới cuối cùng không còn biết A Di Đà Phật, họ chỉ biết là Mô Phật. Rồi tới thời kỳ mà Mô Phật nữa không còn ai biết những Mô Phật, là coi như pháp Phật qua toàn diện. Thì cái thời kỳ đó bắt đầu nghĩa là nó kéo qua một thời kỳ không có Phật pháp rất là lâu. Bây giờ muốn biết Đức Phật Di Lặc chừng nào ra đời, để khỏi có một số các người lạm dụng nhân nghĩa Đức Phật Di Lặc để mà sinh thành thần sinh thánh, Đức Phật Di Lặc ngày đang ở cõi trời Đấu Xuất nội viện. Trời Đấu Xuất họ có hai cõi, một cõi là ngoại viện và một cõi nội viện. Cõi ngoại viện cho những người ngoại đạo họ tu và họ cũng giữ tròn những cái thập thiện, họ lên đó họ hồi phước. Và nội viện là cho những người mà tu và muốn phát nguyện về cõi trời Đấu Xuất, như là ngài Hư Vân Đại Sư, những người mà tăng ni, những người mà tu mà muốn phát nguyện về đó để được nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, như là nội viện. Thì một ngày học viên cõi trời Đấu Xuất là 400 năm của cõi Ta Bà chúng ta, phải không? Một ngày một đêm của họ là 400 năm của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết Đức Phật Di Lặc họ mạng bao nhiêu, chúng ta lấy 400 năm nhờ cho 365 ngày, và tuổi thọ của họ là 4000 năm, phải nhờ cho 4000 năm, nó là con số là 6 dạng mấy mươi mức. Tôi nhớ là Đức Phật nói còn lâu lắm quý vị ạ. Thành ra tuổi thọ của họ là 4000 tuổi. Một ngày một đêm của cõi trời Đấu Xuất là 400 năm, cõi Nam Thiên Phù Đề là mỗi chúng ta đang ở. Như vậy muốn biết Đức Phật Di Lặc còn bao lâu hết họ mạng trên đó để xuống cõi này để mà thành Phật ở Hội Lâu Hoa, là chúng ta lấy 400 năm
giờ 365, giờ 4 ngày, chúng ta thấy một lò số không rồi, không có kích đầu, thành là để khỏi tránh sự lạm dụng. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tại sao tôi khuyên quý vị là không nên cầu về khỏi trời đấu sức. Vì sao? Vì về khỏi trời đấu sức là trong kinh có kể một số các vị bên Tàu hồi xưa có ba nhóm cao tăng họ tu, và họ tu như vậy, họ đồng phát nguyện là về cõi trời đấu sức để gặp Phật Di Lặc. Thì một vị như vậy đó, họ tu một thời gian thì họ nói với cõi cực lạc thì không biết là có thật hay không, thì những vị đó là họ cũng sanh sao như chúng ta, tại vì họ nghĩ là kinh Di Đà và những cái bộ kinh mà vô lượng thọ đều do siêu tổ nói chứ không phải Phật nói, và họ nghĩ rằng cõi trời đấu sức là chính do Đức Phật còn tại thế, Phật nói rõ là Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời, thành họ nói kinh này kinh Di Lặc hạ sanh, phải không? Ngày Tết chúng ta đưa tụng kinh Di Lặc hạ sanh có không? Đây có chùa nào tụng Di Lặc hạ sanh không? Thì cái kinh Di Lặc là kinh do Đức Phật nói, do đó ba ông nó đều có nguyện tu trì để về cõi trời đấu sức. Thì một ông đầu tiên á, ông là di tịnh trước, tại vì họ mạng không đồng, thì trong đó ba ông ta phát nguyện về cõi trời đấu sức. Thì một ông đầu tiên ông về cõi trời đấu sức, ông về lâu quá mà ba ông có cái giao hẹn khi mấy ông về cõi trời đấu sức, thì mấy ông làm ơn dùng là không ai xuống nói là có quả thật có cõi trời đấu sức và có Phật Di Lặc ở kiếp pháp hay không, cũng như là chúng ta ký hợp đồng vậy đó. Nhưng mà trải qua 20 năm không thấy cái ông này đầu tiên về, mà ông chết rất là tốt, ông chết ông biết trước và ông biết chưa khi cõi trời có đem xe cõi trời đấu sức tới đó mà không thấy về. Thì cái ông thứ hai ông nói kỳ này á, tôi mà lên đó, tôi cũng sẽ về báo cho sư huynh chứ không để như cha kia đi ngoài không thấy về báo. Thì sau 10 năm sau thì cái ông thứ hai cũng đi tịch gia cũng được chư thiên báo trước là có nhà trời có xe cõi trời đấu sức xuống đó. Và cái ông này ông lên cái ông cuối cùng cái này chờ lại không thấy về báo nữa 10 năm. Thì cho chờ như vậy cái một thời gian gần 10 mấy năm sau thì cái ông này có trở xuống báo. Trong bữa kia ông tăng sau tu cái ông này út đó, ông mới mời thiền thì ông thấy ông đi trước sư huynh thì ông thấy họ đi thì sư huynh cái năm có trở xuống nó sao anh đi lâu không muốn mời thiền định, tại sao anh lâu quá báo cho em mỗi đời có sức có không? Ông mới có chứ, ăn được như giảng sanh về cõi trời đấu sức. Thì anh lên đỡ anh kết lai và anh đi vô để mà giống như sắp hàng để mà đánh lễ cái Phật Di Lặc á, thì anh vừa lên đánh lễ Phật không có một dòng là anh xuống đi báo em liền á. Thì cái ông kia ông chắc tại sao mà lâu như vậy, cho anh thấy đại sư huynh không? Thì nói đại sư huynh anh thấy ông còn đang ở tu ngoại diễn đó, ông không chịu vô để lễ Phật mà ông đang ngồi đó với 1000 mà cung nữ để mà nghe múa hát ra nghe nhạc trời lên đó. Thì như vậy hỏi tại sao mà lâu vậy? Ông nói tại vì ở trên đó một ngày một đêm là 400 năm, mà anh mà xếp hàng vô 15 phút đó là mười mấy năm như này đó em, thành ra xuống là trễ rồi. Thì bây giờ chỉ có cái gì thắc mắc hết, một cái ông tăng mà tu để nguyện về cõi trời đấu sức để mà nghe pháp của Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, vậy mà lên trời thấy cung nữ rồi còn đóng sách để mà quên hẳn cái chuyện mà vào đánh lễ Phật Di Lặc, và một ông thứ gì lên còn nhớ lại còn về mà ghét lai vô để thăm một vòng, thì một ngày một đêm cho nó 400 năm cho nó ẩm lên một buổi vô được rồi, như là đi nhiễu một vòng trong cái nội diện đó là quanh nó xuống dùng thần thông bay xuống là mất 20 mấy năm rồi. Chúng ta hồi xưa những người đã dự viên qua đảo tôi nhớ này, ở đây những vị nào đi dự viên cho ta thì vâng, à những vị đi dự viên chúng ta đến đảo, thầy đến đảo vào thập niên 80 thì thầy nhớ khi đó qua chưa có cái điện thoại, chưa có đến điện tích nữa, không thể gửi thư từ đảo Ta Lăng để về Việt Nam được, mà chúng ta phải cho một cái aerogram, một cái aerogram chúng ta gửi qua Pháp cho người Việt Nam quốc gia, rồi người ta quốc gia nó mới gửi về Việt Nam nhớ không? Mà xưa mình thiếu giấy tờ, giờ phải đi qua cái đường đó bổ túc. Rồi chúng ta tại vì cùng tuổi thọ, người Việt Nam và người Hoa Kỳ cùng tuổi thọ, do đó chúng ta ở đảo người nào lẻ đó là 6 tháng tới 8 tháng mới đi. Là 8 tháng xong rồi qua bên Mỹ là phải học lấy bằng lái, học ESL, học là nghề neo, nghề tóc hay là học là nghề gì đó để ra làm. Chúng ta cũng mất đến mấy năm bắt đầu chúng ta mới tính tới chuyện liên lạc. Thì rồi người chúng ta nó còn đồng với nhau và lên cõi trời thì tuổi thọ thành tiền. Phải không? Do đó
thầy khi quý vị đưa cái đơn về của trời đấu sức mà trong kinh có một cái vị mà tổ của Ấn Độ, xin lỗi, tổ của Việt Nam là ngài Hòa Thượng Thiện Tâm, ngài được gọi là những sơ tổ của Tịnh Độ Tông của Việt Nam, Hòa Thượng Thiện Tâm. Ngài nói rằng chết cầu điện về cõi trời đấu sức, vì chúng ta về cõi trời đấu sức chi bằng chúng ta chỉ gặp được một cái vị Bồ Tát thôi, và để nghe pháp chi bằng chúng ta nguyện về cõi cực lạc chúng ta được gặp Phật A Di Đà, phải không? Thì gặp được vị Phật chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta học hành và chúng ta mau kết quả để trở lại cõi Ta Bà, để chúng ta tạo cái hành nguyện Bồ Tát. Và như vậy đừng có ai mà phát tâm về cõi trời đấu sức, vì về cõi trời đấu sức ở đó phải qua mấy chục triệu năm nữa, rồi bắt đầu theo Phật Di Lặc xuống hồi hôm qua, rồi từ đó nó tu như thế ngày A Nan, ngày Nan Đà, ngày La Hầu La ở trong hội hôm qua, để mà lúc đó chúng ta mới được là chứng những cái quả vị A La Hán. Còn khi quý vị mà giảng sanh về cõi cực lạc mà về hạ phẩm hạ sanh là đồng với các bậc vì Bát Địa Bồ Tát, nghe như vị Bát Địa Bồ Tát. Thành ra chúng ta phải dùng trí huệ, đừng có dạy rằng xin về cõi trời đủ sức, về đó chỉ là Bồ Tát chưa phải là Phật, mà cõi đó còn nhiều ở chung với tiên nữ, ở chung với những người đẹp. Mà theo thông kinh Phật nói, thời xưa Phật không cho các chư thiên và tiên nữ xuống ban ngày, vì đa số Phật giảng kinh cho các chư thiên vào ban đêm để tránh cho các tỳ kheo mà thấy các bà tiên nữ mà động tâm. Thì tôi nói cho quý vị nghe là tiên ở cõi trời còn đẹp lắm. Đức Phật nói nếu mà cho tất cả đàn ông ở cõi Nam Diêm Phù Đề mà thấy được mặt thật của các bà tiên nữ thì không có ông nào mà có thể tu giải thoát được hết. Đó là một cái đại nạn đó quý vị ạ. Quý vị cứ nhìn thôi, biết đâu mấy bà tiên ở Việt Nam đâu có đẹp lắm đâu, mấy ông mà về là cũng là tan nát rồi hết, thấy không? Có gì tiên trên trời còn đẹp nữa nha. Kính gửi thầy, cô này cũng là cô quan tâm nữa. Con được biết thầy hiện nay sức khỏe được bình thường, điều này riêng con cũng rất an tâm, và có một điều con cũng gửi tới thầy một tin tức vui vui. Hòa thượng Từ Thông ở Việt Nam, chúng ai có gì biết hòa thượng Từ Thông không? Ngài là một vị giảng sư giảng cũng nói thẳng thắn lắm. Con có gọi điện thoại về hỏi thăm hòa thượng về một số việc, là con đã gặp một số tăng ni trẻ ở Việt Nam, khi con về Việt Nam có những điều không đúng đắn như là tỏ tình với nhau, uống bia, hút thuốc, rồi thiếu sự quan nghi của một tu sĩ Phật giáo. Và được Từ Thông trả lời như sau: người học đạo giống như một con vịt, hay ăn tôm đét chứ đừng ăn rác. Như vậy là chuyện tu hành có xen lẫn những quế tạp, người hành giả phải lựa chọn những cách tu nào và người tu sĩ nào không có quế tạp để mà tu học, chứ không nên thắc mắc gì nhiều. Con nghe hòa thượng trả lời vậy thôi, con không còn muốn hỏi gì thêm nữa, nhưng con xin phép được hỏi thầy núi, quay đi của một tu sĩ không nói về Phật tử có nên hiểu như thế nào? Giáo pháp bị giả theo kiểu tà pháp hay là ma pháp, chứ không phải là giáo pháp của Như Lai, thì Phật tử biết đâu mà hiểu biết, đâu mà tu? Vì Phật tử còn đang si mê bởi vật chất, bởi tham sân si, làm sao nhận chân ra được ai giảng đúng ai giảng sai? Phật tử là người đi theo tu sĩ để mà tìm đường giải thoát, mà tu sĩ lại là ma vương thì khó cho Phật tử. Điều này hàng Phật tử chúng con thật là thiếu phước đức. Nói chung từ ngày chính quyền Việt Nam sau 7 năm lên thì coi như mọi vấn đề bị thay đổi hoàn toàn, kể cả khi ra nước ngoài. Tuy là có tự do, nhưng sự tự do cũng làm cho chánh pháp cũng có thể không còn là chánh nữa. Chúng con làm sao bây giờ tu theo đạo nào, khi có những tăng sĩ và tu sĩ ở Việt Nam họ hút chai tăng, họ đồi thuốc lá, họ đồi điên, họ nói Phật cấm uống rượu chứ không uống bia. Con kính mong thầy quan hỷ từ bi cho con được một chiêm kỹ năng A Di Đà Phật. Con được sự trả lời rất là đặc biệt của hòa thượng Từ Thông nên con hoảng loạn quá. Hòa thượng nói có gì mà phải hoảng loạn, và nên giống như con vịt chỉ ăn cơm nếp chứ đừng ăn rác. Tức là cái cô quan tâm này, cổ đề Việt Nam cổ đụng với một số vị tăng trẻ được đào tạo, những vị sư, rồi họ uống rượu, họ hút thuốc, và khi làm lễ khai tăng họ lại đòi hỏi hút thuốc để lên, rồi họ đòi hỏi có bia
Do đó cô này có tâm thì cổ mới hỏi cô gọi điện, cô về Mỹ cô gọi điện hỏi bà Thượng Đình không, thì ngài trả lời rằng giống như con vịt khi mà thò mỏ đi ăn xuống dưới thì lựa tôm đá ăn với người khác, tức là ý này nói là y pháp đó y nhân, có phải là được nói ý này không? Thì cô này cũng không có chịu. Thật ra đối với trình độ của cô, tôi nghĩ khó có gì nào mà những phật tử ngồi hiện tại đây, những phật tử mà sinh lên trước phải lập, những phật tử lớn lên trong miền Nam Việt Nam và có cái sự theo dõi nghiên cứu kinh điển qua nhiều dạy pháp sư, qua nhiều hệ thống pháp tông nam tông, qua nhiều bài giảng của các bậc tôn túc, thì quý vị biết đâu là chánh, đâu là tà. Thì tôi nghĩ là cô dư sức thì cô biết. Thật ra đối với thầy muốn biết cái gì đó là chánh hay pháp hay thân hay tà pháp, thì quý vị lấy năm cái điều để mà đo là ngũ dục. Thứ nhất là tài, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là danh lợi, tài sắc danh, thứ tư là ăn uống, thứ năm là ngũ nghĩ, tức là ngũ dục này để coi vị tăng ni đó có rơi vào ngũ dục nặng nề hay không để đánh giá. Và thứ hai, khi họ giảng kinh là Đức Phật chúng ta là đạo vô ngã, mà họ giảng kinh có hữu ngã trong đó là chúng ta biết đó là đi sai tinh thần của đạo Phật. Thứ ba là đạo Phật chúng ta là đạo cởi trói, không phải là đạo mà trói buộc. Ví dụ như quý vị quy y một vị thầy nào đó mà họ bắt buộc quý vị chỉ được nghe pháp của họ và chỉ được đi chùa của họ, thì như vậy nó khác nào là chúng ta bị trói buộc, phải không? Chúng ta bị trói buộc, chúng ta không có giải thoát, và chúng ta nhìn như đó và hai nữa coi họ có giữ tròn giới lượng không. Đừng có nghĩ cái gì về nhiều 250 giới thì kheo thì quý vị không được quyền biết tới, nhưng mà quý vị là giữ ngũ giới thì coi ông thầy ông truyền ngũ giới cho mình, họ có đòi ngũ giới hay không, đòi cái ngũ giới không mà giữ cũng không xong rồi, nó đừng nói chi tới nhiều giới. Còn cái chuyện bây giờ tôi nói quý vị nghe, ý mà được không là nói thế này: bây giờ quý vị đi vào trong một cái tiệm cơm chay để ăn cơm, thì quý vị chỉ cần biết họ nấu đồ chay có đúng quy tắc không, họ có bỏ ngũ vị tinh hành hẹ tỏi nén liền hay không, họ có nấu đồ chay hợp vệ sinh hay không, và ăn vô có cholesterol có đúng, có phải là đồ coi như là đồ nguyên chất của organic hay không. Ngoài ra quý vị đừng có cần biết cái người chủ tiệm đó lý lịch đời tư hay là những gì của họ, vì chúng ta đến chúng ta chỉ ăn cái tô cơm chay, cái tô mì chay, chứ chúng ta không phải đến đó để mà chúng ta nhận pháp chiếm sâu ý và tự từ thông. Nhưng mà cái lo của thầy là nếu chúng ta không lên tiếng nói cái này sai đó, thì thế hệ thứ hai con cháu của quý vị sinh trưởng ở Hoa Kỳ, họ mai mốt họ về Việt Nam và họ sẽ đi lạc vào những cái này, và họ cho rằng cái này được quyền và họ hiểu lầm, từ đó họ nghĩ các tu sĩ được quyền hút thuốc, được quyền uống bia, và như vậy là nó làm đi mất cái danh nghĩa và mất đi cái quay nghi cái gì mà Đức Phật đã chế cho đệ tử ngài từ mấy ngàn năm nay. Chứ thật ra ý và thượng từ công là nói y pháp bất y nhân. Câu hỏi này của một cô, của một chú Phật tử tên là Đức. Nam mô A Di Đà Phật, anh con sinh ngày 7 tháng giêng năm 1970, hưởng dương 40 tuổi. Con mạo muội xin hỏi thêm thầy, anh con trước đây nghe đạo Phật, khi lập gia đình thì theo đạo Công giáo mở quạt, vì vợ anh con theo đạo Công giáo đóng quạt. Khi anh con qua đời thì được chôn cất theo nghi thức đạo Công giáo, được làm phép xuất dầu và tất cả những nghi lễ của bên giáo hội Thiên Chúa giáo. Vậy thì con và gia đình có nên cầu siêu cho anh con không? Kính mong thầy cho con một lời khai thị đức. Tức là câu hỏi của vị Phật tử này, người anh ruột của Phật tử này sinh ngày 7 tháng giêng 1970 thì hưởng dương có 40 tuổi. Mà quý vị biết tại sao lại kêu hưởng dương, tại sao kêu hưởng thọ không? Những người nào mà sống trên 65 tuổi, từ năm 65 mà chết thì được gọi là hưởng thọ. Những người nào mà 61 trở về trước đều kêu là hưởng dương. Quý vị để ý vào một cái điểm đó, thì cái vị này 40 tuổi là kêu là hưởng dương, tức là thiểu số. Thì anh này trước kia là đạo Phật, sau khi lấy vợ thì theo đạo vợ là Công giáo, bị
khi chết rồi qua đời được các cha ở nhà thờ làm nghi lễ để theo người đạo Công giáo cầu hồ. Như vậy thì bây giờ con có nên hậu siêu cho anh con không? Thật sự có nên hậu siêu không quý vị? Hả? Có. Cầu siêu giờ lúc nào? Tôi nói thẳng cho quý vị, những người mà họ lập gia đình theo đạo Công giáo, chúng ta tùy theo coi cái người anh đó, họ lấy vợ và họ theo đạo vợ, họ theo dưới cái tất cả cái sự mà với cái tấm lòng của họ, hay là họ chỉ theo đạo vợ với tính cách là để lấy được vợ. Mà trong cái dân gian mình có một câu: con quỳ lại Chúa ba ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Có câu đó không? Tức là một số các anh mà ảnh đọc câu đó. Thì như vậy, nếu mà giả sử cái anh này mà anh theo đạo Công giáo, thì ngay cái lúc lâm chung quý vị không có làm gì được hết. Vì khi đó các cha bên nhà thờ họ sẽ lời mời làm phép chiếc dầu, họ làm nghi lễ cầu hồn đầy đủ hết, chúng ta không xem gì được hết. Không có một cái chuyện một cái người mà bị níu kéo bởi hai cái tôn giáo, cái chuyện đó là nó làm cho người ta đọ điên nữa. Quý vị hiểu cái đó không? Mà chúng ta nên giúp người đó sau tình thất thứ hai và tình thất thứ ba. Thì cái chuyện này tôi kể ra đây là một nhóm Phật tử bên Úc. Bây giờ chính một nhóm Phật tử bên Úc, họ email cho này, họ là những người Công giáo, mà bây giờ họ trở nên họ làm cái ba hội niệm, quý vị có tin không? Rất là xuất sắc. Họ không bỏ đạo mà họ hỏi thầy và họ vẫn tiếp tục làm. Tôi nói cái chuyện đó mà đạo Phật và đạo Công giáo, quý vị đừng có nặng cái vấn đề đó. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, khi mà quý vị đi vào trong rừng để quý vị móc củi, mà đầu đầu tiên quý vị đâu có gặp được một cái gánh chuột củi khô, quý vị móc những cây khô quý vị bó về. Nhưng mà bó về thì củi khô thì đem ra chợ. Cái thời mấy ông mà ở ngoài Bắc ông vô chiến thì Nam là chúng ta bán nhiều lắm, nấu ăn được thì 3 ngày là hết rồi. Nhưng mà đi ruột đỏ thì có một số mình ở đằng kia thấy có một cái lò than mà ai bỏ qua lâu rồi. Thì lúc đó có một số người tôi đã cực khổ, tôi kiếm cái bó củi khô này, tôi gắp cái củi khô này, tôi về tôi bán, tôi không có dùng nãy giờ tôi gắp đi cũng là 7 tiếng hồ này, nhưng mà đang chứng không lấy than nó nhẹ hơn và bán được nhiều tiền hơn. Thì có một số người có trí huệ, họ sẽ dùng cái bó củi khô đó, họ đi họ hố cái bó ở than thì họ gắp về. Nhưng mà trên đường gắp về còn đỏ nữa, đi sau khi đi được 6-7 tiếng hồ thì có một anh ở tôi thấy trong này có cây trầm, có cái cây trầm mà ai làm rồi nó ngã rồi, bây giờ chúng ta lấy trầm hương về, trầm hương thì bán được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cái số kia các anh là cố gắng, nãy giờ tôi đã dắt cái con thang này thêm 6 tiếng rồi, tôi con thang vậy tôi cũng bỏ ổn cao tươi. Nhưng mà cái người có trí huệ sẽ bỏ cái con thang xuống và giá cái con trầm hương đem về thì anh xuống bán cuộc đời. Ý tôi nói là vậy, tại vì cõi trời theo kinh Phật chỉ là Phạm Thiên Dương, ngài là một cái vị còn bị luân hồi sinh tử, là một cõi trời sắc giới thôi. Như vậy chưa có thoát khỏi cái lục đạo luân hồi thì chúng ta không bị bán, mà chúng ta tiến lên nữa, cũng như chúng ta phải trở nên doctor PhD thì chúng ta mới hết học, mà chúng ta mới học tới kỹ sư hoặc là học có 4 năm ở đại học thì chúng ta vẫn còn tiếp tục học nữa. Thì cái nhóm này thế này, dòng họ có một số người thì đến đạo sau khi chết rồi thì cái nhóm người này lại nhập về. Mà bên Công giáo thì họ không tin có cái chuyện mà linh hồn, và họ nói một á là theo Chúa, thờ phụng Chúa, rồi khi mình chết được Chúa gọi về ở khỏi thiên đàng để hưởng phúc đời đời, phải không? Và một nhóm nữa đó thì coi như không tin Chúa mà làm tội này tội kia, không như theo 10 điều răn của Chúa thì bị đỏ xuống quả cuộc đời đời không bao giờ được lên. Khác với đạo Phật chúng ta là đạo Phật chúng ta đã mà giàu buồn rồi đã xong nghiệp thì vẫn có cái ngày lên, phải không? Còn bên Công giáo là ở quả cuộc là đời đời, ở thiên đàng ở mãi mãi. Do đó một số bà con của họ lại nhập xác vào gia đình và khai như thế này, nói là đạo Công giáo thì tốt lắm, nhưng mà giới xuống dưới đó, thì đa số là bị cầu hỏi tại sao, vì gì chúng ta bị sát sanh nhiều quá. À, bên đạo Công giáo sát sanh nhiều quá, thành ra không siêu thoát, mà trong khi bên đạo Công giáo thì không có cái
lễ mà phóng sanh bố thí làm phước như bên Phật giáo, mà bây giờ thấy người Phật giáo và đạo Phật cùng đọa vào trong một cái tội đó mà người Phật giáo thì sao phải lễ bố thí ngày mà những người mà được thân nhân bên này mà làm trai bố thí cúng dường phóng sanh rồi cũng kinh Địa Tạng để hồi hướng đó, thì đa số họ đều được đi đầu thai và họ thoát khỏi cái một lớp thành yêu cầu các người phải đi làm. Và sau khi nhóm người này họ làm xong rồi đó thì chính con cháu họ không có kết quả gì về bỏ học luôn, thì cái nhóm này về bỏ học cho cả gia đình luôn. Và từ đó cái nhóm này bắt đầu họ đi làm và họ làm rất là mạnh trong vấn đề mà hộ niệm, mà họ cũng không có đạo, họ có cái bằng hộ niệm và họ làm rất là thành công. Thành ra tôi không có nói với vấn đề là tại sao tôi để một tuần mà tôi không làm gì nên cái phút họ chết, vì sau khi một tuần xuống rồi đó, lúc đó họ mới xuống dưới họ mới thấy có nhân có quả và họ thấy những người sát sanh, những người mà làm tội thì bị đọa, thì lúc đó họ ngày đi trong nhóm những ông anh công giáo nè, thì lúc đó chúng ta bắt đầu đi làm thì lúc đó chúng ta đáp ứng được cứu cho họ được thoát khỏi cái địa ngục. Còn chúng ta không thoát cứu họ được về các cõi Phật đâu, nhưng mà khi mà chúng ta quy y với ngài Địa Tạng Vương là chúng ta gieo cái duyên cho họ đời sau họ được gặp Phật pháp chứ không có gì hết. Chúng ta đây cũng đã từng ở trong đạo Công giáo, chúng ta đây cũng đã từng ở những cái đạo Bà La Môn, chúng ta đi trong đường đạo luân hồi, chúng ta trong nhiều đời chúng ta đã ở ngoại đạo rồi quý vị à. Nếu không thì làm sao thầy trò chúng ta giờ này vẫn còn ngồi ở đây? Chúng quý vị coi từ khi Đức Phật đầu tiên ra đời cho tới bây giờ biết bao nhiêu vị Phật hả, mà chúng ta còn ở đây chứng tỏ là chúng ta rất là nhiều chứng nặng nề. Lời khuyên của tôi là nên làm lễ cầu siêu sau khi bắt đầu từ tháng thứ nhất cho tới 49 ngày. Còn lúc mà đang chết không nên làm như vậy, không có lợi mà không có hại cho cái người mất. Cô này tên là Diệp, cô email có hỏi thế nào là thiện và ác. Con muốn hỏi thầy về việc thiện và ác để con làm cái sổ tính thiện và ác của con. Nhưng như con có nhiều cái con không biết gì về thiện và ác, nếu chừng nào thầy rảnh xin thầy cho con một thí dụ về thiện và ác. Cuộc đời của con không có phước cho nên con nghĩ là con gặp nhiều sự phiền não trong cuộc đời, tức là đời trước con làm ác nhiều, con muốn làm lại việc thiện nhưng sợ là nó việc thiện đó mà có cái trở thành ác. Ở trong này có vị nào nói chúng ta làm thiện mà vô tình chúng ta lại trở thành ác hay không? Bây giờ quý vị nghĩ thế nào là thiện cho thầy nghe. Bây giờ thứ nhất chúng ta nghĩ là giúp tiền cho những bà con chúng ta còn đau khổ kẹt ở Việt Nam, cái đó là thiện hay ác? Đa số chúng ta nghĩ là thiện, phải không? Rồi một vị tăng, một vị sư ni mới vừa bảo lãnh từ Việt Nam qua, chúng ta thấy người ta thiếu thốn phương tiện, rồi quý vị đầu tiên quý vị mua cho một cái cell phone, kế đó quý vị mua cho cái laptop, kế đó quý vị thấy sư cô với thầy này tội quá mà hùng nhau đóng giày phục Phật tử, người Nam Ba Châu mua cho thầy cái xe, phải không? Như vậy là thiện hay ác hả? Ha, từ nghe thầy giải thích, tại vì cái thiện ác này chúng ta dễ lẫn lộn lắm. À bây giờ nghe nè, tôi thí dụ mua chim phóng sanh, mua cá phóng sanh có phải là việc thiện hay không? À đa số chúng ta cho mua chim phóng sanh, mua cá phóng sanh là việc thiện, nhưng mà tôi có câu thần chú án chưa chắc ta bà ha, phải không? Ta là án chắc thiện đô mạng đà la bà đại gia ta bà ha, mà tôi nói là án chưa chắc ta bà ha, vì tôi đã coi những bức phim ở Sài Gòn mà có những cái chỗ nó đi bắt chim, nó bẫy chim có không, nó đi bán là cho quý vị mà nó cắt cánh sao sắp dẹo là quý vị thả ra chút xíu nó lửa nó bán lại, tức là một con chim đó mà nó phóng sanh hết nhóm này nó phát cái gì nó tên không. Rồi sau khi chúng tôi ở bên tàu viên một, chúng tôi tổ chức phóng xia bồ và phóng sanh bồ câu, mà bây giờ có những cái chạy cái trại nuôi bồ câu mà nó nuôi rất là đặc biệt, nó cho con bồ câu nó ăn uống một cái loại rất là đặc biệt, còn cái gì cái bồ câu á mà nó nuôi nó thì con bồ câu hồi xưa người ta dùng để thả lên lên có phải không? Thì trong vòng cái con bồ câu đó ở gần chừng 20 mai đường đi bay nó sẽ bay trở về. Tôi do Phật tử tôi ra các cái chỗ bán bồ câu ở thành phố Seattle,
từ thành phố Seattle đi về thành phố Renton của chùa Đồng Viên Một thì nếu mà tính theo đường chia bay thì chưa tới 10 cây số và lái xe thì khoảng 25 mai. Thành ra chúng tôi phóng sanh xong, từ sau khi tôi mất cái đội một ngày đó, lần đó thì phóng sanh xong. Tôi mới làm dấu một chiều tôi mới lấy cái giết đó mà vừa mà ăn hết. À, tôi mát ở dưới cái cánh của nó, tôi mát thử mấy anh. Tôi viết cái chữ dưới, tôi làm cho tôi viết chữ là á sĩ lãm, bị phạm, tôi thử. Thì cái đợt thứ hai, tôi phóng sanh về, cũng có cái tài sao về, tức là con bồ câu nó sẽ, khi chúng ta phóng sanh xong, nó sẽ bay về chỗ cũ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra vô tình chúng ta làm cái việc tưởng là phước thiện nhưng mà không có phước thiện, nhưng mà nó được có một cái là sao, có một câu đó khi đem về chúng tôi có làm cái lễ quy y, chúng tôi quy y cho những con một câu đó, chúng tôi được chú quy y và chúng tôi làm lễ sám hối cho nó. Thì cái nhân này sau khi nó bỏ cái thân xuất sanh này, trong kinh Phật có dạy quy y pháp, quy y Phật không đọa địa ngục. Quy y pháp không đọa gì? Ngạ quỷ quy y tăng không đọa vào người làm sanh, tức là sau này nó sẽ không trở lại làm xuất sanh, chỉ được cái lời đó thôi. Ngoài ra chúng ta có cái tội là làm cho con những con bồ câu này cứ bị nhốt vô chuồng và bán đi bán tới hoài. Và cái thứ hai nữa là nuôi cá phóng sanh. Ở đây có những loại cá mà nó nuôi ở trong hồ và nhiệt độ nước nó đã được cái nhiệt độ cố định rồi, nó có mô oxy cố định. Mà khi thầy trò chúng tôi mua lần 5-7 ngàn thì chúng tôi đem ra cái những cái hồ nước, nếu mà vào mùa hè này là chúng tôi thả thì nó cái nhiệt độ nó ok, mà vào mùa đông nó xe đồ nhiệt độ nó khi là zero hoặc là cho nó là 2-5 thì chúng tôi thả xuống chút cá chết hết. Quý vị thấy rõ chưa, thành trong cái việc phóng sanh chúng ta có thể là thiên nhưng mà làm không khéo thì chúng ta trở nên là đi sát sanh một vòng 60 ngàn con cá. À, quý vị thấy rõ cái vấn đề đó. Gửi tiền về Việt Nam muốn ý giúp đỡ cho thân nhân là thiện hay là ác? Nếu giúp đúng cách gọi là thiện, nếu giúp sai gọi là ác, làm cho thân nhân hư hỏng, thụ hưởng, ở không, ngồi rồi. Quý vị để ý dùm cho tôi, những gia đình nào mà cho thân nhân cái cành câu chứ không cho con cá thì thân nhân đó không hư hỏng. Ví dụ như bây giờ mà cho tiền để mua một cái phương tiện nào đó để làm ăn, mua một chiếc xe taxi để chạy chứ không cho tiền hàng tháng thì những gia đình đó tôi thấy là ít có hư hỏng. Còn những cái gia đình nào mà cứ mỗi tháng mỗi gửi tiền á thì vô tình rằng quý vị làm cho bên kia mất một số nợ. Quý vị đừng nghĩ là anh em ruột mà không phải là đại thí chủ, anh em ruột cũng là nợ đó quý vị. Rồi họ ở lại họ ăn không mời rồi họ làm những cái chuyện mà đốt phước của họ, thay vì họ đi làm thì họ sống lâu được một chút, đằng này họ làm không họ hưởng mà hưởng phước rồi. Tôi thấy những cái gia đình mà Phật tử bộ cái phim cho coi đó là ăn rồi coi phim để hàng hết bộ này cái bộ khác, tới tháng thì ngồi hóng ra là cứ đi gửi tiền về rồi gửi cho thằng 200 gửi thằng 300 là quý vị sẽ được cái thư cái chữ chúng tôi gửi qua rồi đó, phải không? Quý vị cho nó là thứ nhất tháng đầu cho nó 100 thì cho được 6 tháng sau cho nó xin nó về lúc này giảm giá để cho 200, cho 200 rồi vài bữa thì nó nói bây giờ birthday của con gái kêu bằng gì bằng cậu gì á xin cho cái birthday, thì quý vị cho thì birthday xong rồi nó nói bây giờ vào đại học thiếu xe riêng, quý vị cho vài ngàn mua xe riêng, vài ngàn mua xe riêng xong rồi vài bữa thì nó nói là anh chị là ơn tìm đường cho đi du học hoặc là tìm một đạo việc nhiều rồi làm thân để làm mai đưa của bà. Mà quý vị mà hả mà có tiền mà cứ phóng lao theo lao thì nó còn khen là chị em là còn tình nghĩa, mà quý vị cho nó 10 lần mà là thứ 11 quý vị chỉ biêu bỏ nó nghĩ không cho là bắt đầu nó chửi nó mũi ơn quý vị rồi đó, vô tình là nó bị đọ chứ không phước đâu. Tôi nói thẳng cho quý vị rồi bảo lãnh qua tới đây mà cho nó đem qua xong rồi nó gặp chồng đàng hoàng không nói cái gì, mà gặp cái ông chồng mà cắt cỏ, ông chồng bỏ báo, ông chồng bị ly visa, mà quý nó vô tình là ông đó về ông nổ sao để cho bên đó nó tưởng là ông nói chẳng hạn như ông này là visa home delivery thì nói là PSD thì cũng là visa home delivery thì nó tưởng là PSD qua đây thế anh bị ly visa, rồi một anh nữa là đi cắt cỏ thì nói là kỹ sư nông sức
thì quả thật cũng đi xuống đất xuống cỏ vậy, phải không? Đi thì đầu tắt, bị dị ứng đủ thứ, nó khổ, nó sợ, nó tắt cho đã ra rồi đó, rồi nó quá thân trách phận. Thành từ đó tôi nói cho quý vị nghe, tôi thấy những gia đình mà gửi tiền về cho bà con mua đất ở Việt Nam làm ăn, rồi những cái đống ruộng không nhìn nhau, nhìn nhau như kẻ thù. Trong này quý vị có kinh nghiệm nhiều lắm rồi đó, phải không? Hồi xưa chưa có đồng tiền Mỹ thì gắn bó thương yêu, bây giờ tiền Mỹ về là bắt đầu coi nhau như là kẻ thù, người này nói xấu người kia, vô đời quý vị tạo cho gia thân nhân quý vị đòi điều hết. Quý vị thấy không? Thiếu nợ quý vị đời sau sanh lại là bồi vàng cho quý vị hết á. À, tôi nói thẳng đó là sự thật á. Rồi thứ ba, đi chùa là không quả là thiện hay ác? Đa số quý vị nghĩ là không quả là thiện, nhưng mà chưa chắc. Tôi nói cho quý vị nghe, có những cái bà ở vô hỏi tôi, con đi chùa, con á không biết nấu ăn đồ chay, con cũng không có tụng kinh giỏi, con cũng không biết làm gì hết, như vậy con làm gì có công đức? Tôi nói dễ lắm, chỉ cần bà vô đây mà đừng có quậy, mà đừng có phá, bà đừng có coi như thị phi, tha hạ đạo công đức cho chùa rồi, phải không? Đúng không? Đâu có cần phải chung sức biết, bà chỉ cần vô đây mà ngồi yên nghe bà, yên cho tôi, bà đừng thị phi, bà đừng có nói người này nói người kia, đừng có nhìn một sò bà kia giả mà bỏ gì đó, đừng nhìn cái lỗ mũi của mẹ kia sửa thiệt hay sửa giả, hay là nhìn cái bà kia đó là coi như là đi cái xe xấu hay xe cũ gì đó, thì bà đã tạo phước rồi, đâu có cần phải chung sức biết đâu. Đó, đi chùa là không quả chưa chắc là có phước nếu không có trí huệ. À, tại sao? Tôi để ý cái tội ở chùa cũng từ cái nhà bếp mà ra, mà cái phước ở chùa cũng từ cái nhà bếp mà ra. Nhưng mà sáng này ở trên này năm mươi mấy vị ghi danh tu bắt quan trai, thì chỉ có bốn người được thúc, người cầm đầu, người sạch rau, người sạch đầu hũ, người là làm chiên đầu hũ. Nhưng mà sao? Nếu mà họ làm như vậy đó thì mỗi một vị tu đây trong bảy phần công đức chia cho họ một phần, thì như vậy đó ở trong này mỗi người nhận được 50 người tu thì 50 phần công đức chia cho bảy người, họ nhiều không có gì chứ, phải không? Nhưng mà ở trong này nếu mà pháp tu đầu tiên này thì nó sẽ tăng trai sọ rất là công đức. Nhưng mà giả sử bây giờ tôi tổ chức thêm một lần nữa thì bắt đầu ở trong này có những người bắt đầu họ thấy là những cái người nào mà cùng địa phương với mình, cùng chùa với mình và cùng phe với mình kêu là phe ta đó, thì bắt đầu dọn đồ ăn ngon cho phe ta và đồ ăn dở cho phe địch, bắt đầu là chia nhóm rồi đó. Rồi khi đồ ăn dư tu vô đó thì trái cây đọc đồ của chùa, đồ ngon thì phe ta, đồ dở cho phe địch. Thì từ đó làm cả ngày lôi thôi lúc thuốc sáng xuống đây gọt bầu gọt tí chia xà đồ hủ, nhưng mà rồi chia phe chia nhóm cái là bắt đầu đốt hết trọi rồi, gom củi cả ngày đốt cả tiêu sạch, thấy rõ chưa? Thành ra từ nay quý vị ráng để ý, thứ nhất là chủ đề cái gì nhà biết, cái bà chủ đề có giỏi đến đấy mà cái ban nhà biết mà nó không giỏi là nó đuổi phật tử đi hết tội luôn, quý vị phá chùa luôn. Tôi nói thật kinh nghiệm của tôi là tôi thấy rõ. Rồi cúng dường tịnh tài cho tiêu tăng là thiện hay ác? Thật ra thời Phật, Phật cho tiêu tăng thì tỳ kheo ni chỉ được tứ sự cúng dường: y, áo, thuốc men và nơi tịnh xá để cư ngụ, không cho nhận tiền. Giới sa di là giới không được giữ tiền, là vốn gì là tỳ kheo tỳ kheo ni. Nhưng vì sanh ở cái quốc độ này chúng ta không sử dụng tiền là chúng ta không thể nào sống được. Bây giờ chúng ta ngồi tu đây, cái nhà này nó rộng như vậy, quý vị nhìn mặt đọt này bao nhiêu mấy chục con đèn, mấy cái quạt nó vớt là không phải điện từ trên trời đất xuống mà đi xin chiếc quạt, phải trả điều, do đó phải có tiền. Nhưng mà chúng ta cúng tiền cho đúng, mà chúng ta cúng tiền thế này, ông thầy đó ông đang đi cái xe đời 2007, cái mình nhìn qua cái chùa bên kia, ông kia đi cái xe ngày 2009, mình sợ ông thầy cũng xin mình thua, cái mình rù rì của biển nhà tôi giờ nhớ đó chú tỉnh đến 500 ngàn để mua cái đất xịt, để mua cái VN, mua cái mạch CD cho thầy mình đi cho bạc thầy người ta. Thì cái này tôi nói thẳng quý vị, đúng cái này không có phước đâu, mà quý vị lại làm tổn đức vị thầy,
là của ông thầy. Quý vị khi ra đường thì cái nhìn của ông thầy đi xe mới là cái ông thầy đó thứ nhất bị người ngoại đạo họ coi thường, thứ hai ai cả cái người trong đạo cũng khinh thường rồi, phải không quý vị? Như vậy ông Phật là sinh cái gốc cây, ông Phật tu cái gốc cây, ông giảng pháp cái gốc cây và ông đi bộ từ nước này qua nước kia và ông chết cái gốc cây. Mà để chữ Phật thì làm như vậy, tức là quý vị làm cho vị thầy nó bị người ta lên án phê bình, thì quý vị tôi nói thẳng hơn ít lòng, quý vị tập hư cho quý thầy, phải không? Tập hư không? Thành ra quý vị cẩn thận cái vấn đề này. Rồi quý vị cúng dường còn biết tờ cho thầy, nhưng mà còn biết tờ nếu vị thầy đó mà đi giảng pháp, vị thầy đó cần có bao thóp để làm việc cho cả thế giới nghe pháp. Như bữa nay đây này, vị thầy đó cần để check email để trả lời những câu hỏi Phật pháp thì quý vị đúng là đúng, nhưng mà vị thầy thì Việt Nam ta không có giảng pháp, vị thầy thì không có khả năng giảng pháp, vị thầy thì không có khả năng tụi bây giờ và quý vị đúng cho cái và bắt đầu quý vị chỉ cho cái xài thì sao là quý vị có tội với ông Phước. Vì tùy theo thì trong đây cái Phật chấp, khi mà một cái vị tăng ở trong cái chùa mà một người nữ đó để hỏi pháp thì một pháp buộc phải đi hai người, phải không? Và sau cái giờ mà chùa đóng cửa, người nữ nào cũng không được quyền ra giả trong khu vực của cái chùa tăng. Nhưng mà giờ quý vị đưa đến rồi bây giờ ông thầy là ông sẽ rước tất cả những mọi người vào trong cái chỗ ông ở, rước bằng gì? Rước bằng hệ thống online đúng không vậy? Phải không? Ông thầy này có thể coi những cái phim mà tệ hại hơn hết, ông thầy này có thể liên lạc và chat luôn với những cái tất cả những người nữ trên thế giới. Và ông thầy này thay vì lúc chưa có còn biết lờ, chưa có DVD, chưa có điện thoại cầm tay, chưa có MVD, thì ông thầy này tới giờ tụng kinh, tới giờ niệm Phật, tới giờ về gì, bây giờ ông thầy này hầu hết thời giờ là hồi để mà chat luôn, để mà còn gọi điện thoại, để mà sử dụng những cái mà thế giả pháp chứ không phải Phật pháp. Như vậy quý vị đúng những cái này chỉ là có tội một cái thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ như ban ngày. À, trả lời là cúng dường đúng với được Phật cho phép thì thiện, cúng dường không đúng với được Phật cho phép là ác. Bây giờ chúng ta dễ làm lẫn giữa thiện giả. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, quý vị giết người không phải là gì, quý vị cầm súng ra giết người, quý vị không phải cầm dao ra người mà giết. Bây giờ tôi ví dụ đi, phải không? Bà vợ chồng có thể giết nàng dâu không gươm không đau, và nàng dâu có thể giết bà vợ chồng không gươm không đau luôn, là sao? Tôi ví dụ đó cho các bạn. Bà vợ chồng ở nhà có giữ cháu cực khổ, lúc thúc mà còn khỏe mà, bà chưa tới cái tuổi mà để mà sốt để đẩy người chị lão, thì đa số cái cô dâu sẽ cho về ở để mà tiếp tục giữ cháu để cho mà khỏi có tốn tiền để đi xích. Nhưng mà sao? Bắt đầu thấy là chồng mình về ưa thăm hỏi mẹ khỏe không, cô mua quà cho mẹ, thì bắt đầu cái nàng dâu nó nghĩ thế này: anh ơi, anh thấy mẹ anh nấu ăn mà cho con mình mất vệ sinh quá, rồi cầm cái tô cái ly sữa của bà mẹ thấy cho con mình, thì nàng dâu chỉ cần nhìn vô một cái xí này là không thấy con nguyên tử là giết nhà chồng, chứ đâu có cần mà phải đâu, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà một cái xí hoài, xí ngày thứ nhất, xí ngày thứ hai, xí ngày thứ ba, rồi mỗi ngày nó ỉ òn òn ỉ nó nói hoài thì người ta sẽ nghe. Tôi thí dụ để cho quý vị thấy, thở mà còn thể thế. Có một cái ông bà la môn, ổng là giám bà la môn, thì mỗi một năm ổng đi tế thần, ổng đi mua một con dê con để ổng dắt trên vai. Dạ, kính trọng là sau khi mua con dâu con dê đó là ổng phải mua từ cái chuồng, và ổng dắt con dê nó về, con dê vừa lột lòng ra để tế thần thập thiên. Thì đạo bà la môn họ không có muốn dắt con dê đi để chơi, và dê các bà la môn mới dắt con dê này lên. Thì trên đường đi thì có bốn tên, bốn tên nghĩa là lưu manh nó muốn cắt con dê này. Thì nó ngồi nó bàn cái kế, thì nó nói bây giờ tôi sẽ đứng, ông này đi qua cái đoạn đường là 10 dặm, thì cứ mỗi một dặm đường chúng ta cho một người đứng ở đó và chúng ta nhóm người nói: này ngài bà la môn, ngài là giới các cao quý, tại sao ngài dắt một chó trên vai vậy? Thì nói như vậy, và ông này nói cái đâu phải là con chó là con dê. Thì cứ mỗi một mai như vậy là đứng một người, còn một người khác sao cứ nói một câu, thì nói đến là thứ năm là ông bà
lừa đâu, con mắt mình xuống tiêu đâu. Dạ ông sẽ ném con dê xuống, bỏ con dê đi. Tại vì các bạn là môn không thể dắt một con chó này ra mà đi cúng cho Phạm Thiên. Thì cái mặt của mấy cái tên này mà nó vô đảm này nó mới nói vậy. Ông bà ông môn nè, ông đi tới cái đoạn đầu tiên thì ông thấy một cái tên đó nghe. Thầy bà môn, ngài là do các cao quý, tại sao ngài lại dắt một con chó để làm việc, chúng ta dắt con dê để cúng thần Phạm Thiên. Ngài nhìn sai rồi. Cái bọn mà bám dê này nó dùng đạt được, nó làm cho ngài thấy con chó là con dê. Thì ông mới nhận được đủ khổ. Và ông đi biết một mai nữa thì có một cái tên khác, không phải là tên hồi nãy nó ra, nó nói đi rồi đó. Và nó làm như vậy, là cái năm thì ông này tức quá, ông này chắc là bị tạm được một cái tội. Tại ai cũng nói như vậy. Và ông nếp cái con chó xuống, con dê xuống, ông bỏ đi. Thì ông lỡ ông giống như kia thì tụi này đã bắt con dê đi làm tên. Thì tôi nói cho cái gì, cô dâu cứ rỉ tay chút. Mà cô rỉ tay biết gì lọ tay chồng không? Lọ. Biết là thấy cái bà già chồng này xấu quá, ác quá, phải không? Và cái đường duy nhất là đẩy vô chuyện Việt Lão hay là đẩy về Việt Nam. Cái đó là tôi nói cho quý vị. Thành ra cái giết người không phải là giết bằng lương đao, mà giết người bằng cái hái mắt và cái hỉnh mũi. À, quý vị mà không ăn nè, ở trong này nè, nấu ăn như phải với mang cái sọ mà cần lên đây có bà nào mà nhăn mặt một cái, nấu gì mà nấu những gì nấu cho heo ăn, là coi như cái bà ấy kia là giống như ai lấy dao mà đâm vô tim bà, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy cái chuyện cái ác. Rồi bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, một bà mẹ thấy con đi làm việc khuya, đứng ra cửa, nóng chờ cho tới 1 giờ nó mới vô, bà sẽ tán cho con một bạc tay và giữ một trận. Nhưng mà ngược lại cũng có một cái bà mẹ kẻ ở trong đó, bà ra bà nói cho con này, con vô con nghỉ đi chứ làm chi mà để đứng ra để má mày đó. Thì cái hành động của bà mẹ vô là tán con một cái, giữ con một trận, nhưng mà cái động lực ở đằng sau là cái gì? Là cái tập thiện, sợ con mình đi bị tai nạn, phải không? Cái hành động đánh con, giữ con của bà mẹ ruột thì cái bà này lại tạo một cái phước thiện, nó thô tháo nhưng mà động lực đó là thương con. Còn cái bà gì ghẻ ở trong đó mà nó câu kể nó chớ nó đi con cái nó nghĩ thì nó tự do đi, thì cái hành động nghe nó hay, nó thương lắm, nhưng mà cái đó hợp lý là mày đi thì thương kệ mày. Thì đó là lời của bà mẹ ghẻ. Thì chúng ta dễ làm lận giữa thiện giả, quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ như lần này, phải không? Rồi cúng dường giải tái tai, mướn khách sạn cho chư tăng đi du lịch, giải trí là thiện hay ác? Để tôi kể một chuyện này, tôi không nói tên, để có thật này cho tôi. Tôi đi giảng, tôi có một số Phật tử ở vùng Florida. Tôi không nói city để tránh cái gì đó, nhưng mà những gì đó sẽ hiểu. Thì quý vị này thương tôi và khi rất là ái mộ. Nghĩa là nhóm này khi tôi tổ chức pháp tu ở bên tầng nguyên bốn thì họ mua vé từ tầng 3 họ lên tầng tu. Tôi với tôi phát khánh thành. Và sau đó khi tôi đi giảng ở bên Bờ Lốc Si, chỗ thầy Dương Chơn, tôi giảng hết xong rồi tôi lại có cái khóa giảng ở cái chùa Từ Quang thuộc tiểu bang Florida, thành phố Gainesville. Thì tôi giảng hết xong rồi thì lên đường về, tôi ghé ngang Tampa, tại bay qua cái bay qua Tampa, thì cái nhóm này họ mời tôi về chơi. Và trong lúc đó họ không hỏi ý kiến tôi, mà họ muốn làm ơn là lúc mà họ đi qua Seattle, tôi cho Phật tử bên đó chở đi núi Grand Canyon, sang núi Tiếp đi chỗ này chỗ kia chơi. Thì họ nghĩ bây giờ tôi ghé lại ở Tampa thì họ muốn đưa tôi đi chơi, và họ cũng không xin phép tôi, và họ bút cho tôi một khách sạn loại coi như là superstar luôn, chứ không phải là năm sao nữa. Khoảng sáu bảy bà, mấy bà cũng lớn tuổi chứ không phải mấy bà trẻ đâu, cũng sáu mấy bảy chục tuổi, mới nhờ con cháu bút đội trường hàng bút khách sạn mà 550 một đêm ở Miami. À, bút cái khách sạn này tại vì họ nhờ con cháu họ nói bây giờ thượng tọa Thông Lai lâu nay má qua chùa, thượng tọa đối đãi rất là tốt cho tự chở đi chỗ này kia đi chơi, đi núi đi non, để bây giờ thầy ghé lại đây tụi con làm cho thì con cái nghe vậy thì nó bút cái tốt nhất ở Miami Beach, phải không? Ở trên cái tầng lầu nhìn xuống là mặt biển, rồi đây đủ phương tiện hết đó. Rồi chúng tôi đi thì gặp, đưa cho cái anh trong cái nhóm này, bây giờ một cái anh Phật tử mà anh này anh cũng nói là anh thay vì người ta nói là lấy cái navigator để đi thì anh này ảnh lại hà tiện tụi thuê xe, nó nói ra thuê cũng xe bên cái phái đoàn mà thầy và sáu người Phật tử nữa,
thì là mấy người đi một cái xe minivan, họ muốn một cái minivan đi. Đi như vậy thì cái anh này anh nói là anh biết đường Hà Tiện, thay vì cái hãng xe nó thuê 10 đồng nó trả cho có cái navigator để mà đi cho nó khỏi lạc, thì anh hẹn Hà Tiện 10 đồng. Và từ ở Tam Ba chạy xuống Bà Rịa đi thì nó mất khoảng, tôi nghĩ là 5 tiếng lái xe, đại tiếng là 300 cây số, khoảng 5 tiếng lái xe. Thì anh chạy lúc đó là chúng ta đi ngủ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì chúng tôi đã tới cái khách sạn rồi. Giờ cái khách sạn đó thì anh đi tìm đúng, anh tìm đúng ra cái khách sạn đó, nhưng mà vô check in có lẽ là nó thấy chúng tôi là sao. Tôi nói gì nghe, tôi thì mặc áo dài, áo hậu dài, và chúng tôi đội cái nón lá, và sáu bạn kia cũng chơi sáu cái áo dài chơi nón lá luôn. Mà vô cái khách sạn này là khách sạn gì biết không, tôi vô cái phòng VIP, cái phòng VIP ID thì tôi nhìn thấy ông kia là ông để là cái ông đi có cái chỗ có cái bảng để là CEO của Intel, CEO của Sun, CEO của thằng Cisco, chết rồi tại cái chỗ này là khách sạn tướng kiện. Mà ở phía đoàn của chúng tôi là gồm có Giác Tôn Giác nè, rồi đem Núi Xã nè, rồi đem Sầu Riêng nè, đem con như là mì khô nè, rồi đổ rồi đủ loại là chúng tôi là mắm bút chai và sạch bịch túi rồi vô. Nó nhìn tôi thì ở nó lá mặc áo vàng, nhìn cái bàn kia mặc áo tràng, cái nó trố mắt là nó nhìn ở cái khu đó là cái khu mà gọi là giám đốc chủ hãng CEO mới vô cà phê cà phê cái sàn là đi ngay cái ngày lễ là lễ chuyên viên kho. Họ trố mắt mình nhìn là lạ, rồi cái mình đi mình vô cái chỗ này kỳ vậy. Thì cái khu này là cái khu rất là sang, vừa vô đậu xe cái là nó không cho mình đậu, và nó sạc cái tiền đậu xe là $15. Mình mỗi người ăn túi một túi sách đồ ăn, không cần sách, cứ mỗi một túi nó đưa một cái anh bồi đội mũ đỏ mà áo trắng như là hai lót nhà không vương vậy đó, đứng chào và sách đi ra, và tính mỗi cái 15 đồng tiền tiếp nữa, thấy không? Mấy bà bắt đầu cái khóc luôn hết rồi. Thấy cái cảnh nào là đồ giống như đồ tiếp ớt thì Sài Gòn nó đồ cũng là cơm giác, rồi hủ qua, rồi muối xả, rồi đủ loại đó. Có lẽ là nó không cho cái tiền, nó thấy kiểu này nó nghĩ chắc là tụi này nó vô nó sẽ làm mua cái khách sạn nó có sầu riêng nữa, trời, nó nghĩ là nghe sầu riêng. Và cái khách sạn này cái gì nó hút ra như vậy là ở trong đó nó có 3 phòng, nó có tủ lạnh, nó có luôn cả nhà bếp, mà nó có đầy đủ nó ăn hết á. Thì nó đưa lên, nó cho đưa đồ chứ mà không cho người lên. Nó nói hình như là 4 giờ không được check in. Hỏi sao vậy, nó đưa lên đây là 4 giờ không được check in. Thay vì tình tưởng thông thường là 11 giờ thì khi đó chúng tôi không biết bởi giờ chúng tôi mới xuống lấy xe đi ra, thì nó lại lấy xe ra sạc $15 nữa, phải không? Sạc $15 nữa thì là lãng quẩn đến lúc sau lúc đó là đem mấy ổ bánh như là đem mấy ổ bánh mì lại cái nồi của bà chạy xuống thôi, còn đồ ăn khô rồi để bên kia. Quý vị biết không, mà có cái bà vui lắm, trong đó cái bà tôi nói tên bà cũng nhà quê, bà người Nha Trang gì tôi quên rồi. Bà vô đến nơi thì cái sạn sao nó có kiến không à, cái bà đi vô bà sớm sát bà chạy vô bà nói thì hôm nay ở trong này hồi nào đứa nào cũng đẹp bà xấu, con mẹ nào nó xấu mà nó con gì hết à. Bà nói sao thảo với đàn ông thì bà ông nào cũng đội mũ nó đẹp nó đi lên rồi làm sao mà xấu, cái bà nó xấu giống như mà giống con nó đẹp còn quê đó. Tôi đừng nói đâu luôn, cái chạy lên mở thấy áo phải đi kiến rồi thế là con thấy con. Bởi vì thấy nó như vậy thì nhắm thay khách sạn nằm trong cái trường đôn này. Bởi vì mình thấy bà là cái gì mà nó sẽ bà làm, bà có thấy bà nữa là cái mẹ đi giống bà quá đi. Bởi vì thấy rõ ràng chưa, ra cái đề thò chúng tôi bắt đầu. Đề thò chúng tôi mới chạy đi thì cái ghế khách sạn tên gì cũng biết đưa tên là ngồi nó lên cái khách sạn rồi, không nhớ gì thì không nhớ gì hết. Tôi cũng không nhớ cái tên khách sạn, mà mấy bà nó cũng không nhớ cái tên cái đôn. Lái gì chồng thì bắt đầu nói bụng rồi, anh người vào thì mình check in rồi, nó đuổi cho để đồ cũng lạnh rồi, nó không cho em gì hết. Thì vòng vòng tới 12 giờ tối thì còn bắt đầu mới chạy về, mà về xuống khu nào mà sách đồ xuống thì nói đâu cho xuống là nó không có cho lại tôi sang. Người ta đang ở bản thân tôi tắm biển thì dẫn thiệt rồi đi đâu đây, phải không? Cái khu đó quý vị thấy không, tự nhiên mình mặc toàn áo cà áo hậu rồi nó ná đi hà nó nhìn, mà cái khu đó là người ta đang tắm biển, còn phụ nữ đang đi lên xuống dưới nhỏ đi lên
đi lên. Vậy là cái người nó đi với họ thờ với người nghĩ sao? Tôi nói bây giờ có bụng quá là thầy còn mặt máu mặt xanh đẹp không thầy sẽ đứng lại cái con xỉu này. Tại vì chạy cái tôi nói bây giờ đó mình nhắm cái đứa nào mà chạy mà đừng có đuổi vô hả, mà lúc đó mình nó đuổi mình đi thu người ta ra mặc đồ đóng này kia mình dẫn một thầy mà cũng thầy bảo là không làm đi vô con chúng ta sẽ đuổi đi hết. Thành ra đi lên cái nói bây giờ nhớ lại là đi ghé vô kiếm cái rác xe rìa để ăn cho nó bảo đảm phải không, thì chúng tôi cũng nhắn hướng chạy chạy một hồi thì lại có một cái công viên chạy thẳng tới một tiếng hồ sẽ kiếm được cái công viên mà vô cái công viên đó vừa vô nó biết người nó biết người sáu đồng ba nữa nhớ vô ngồi cái chiếc cỏ chứ cái ghế gì thôi mà nó tính là sáu đồng ba người chỗ tôi đó là cũng chém là cái gì mấy bạn hơi kệ cũng đỡ mà vừa ngồi vô cái mấy bạn mở cái xe ra trời ơi thủ qua mãi với cái tiền vì vì nó tính tiền nhiều quá thì cái xã nào mà thấy cũng mờ quá nó mà đâu có dám nữa kêu nó là xanh túi là sạc 15 đô lên xuống nó là xếp lại bà xin cái gì bà xếp thịt phụ ba thôi thầy ơi bây giờ là nhắc phụ ba là lấy cái tiền nhận phụ ba đỡ thay thầy đò có ngồi ăn phụ ba cho cái tiền vừa ăn xong có xíu mũi còn mũi là mũi mạnh đi nó luôn ra nó cắn thầy đò chạy một cái gì chạy lên xe ben nó còn nhào vô nó tấn công chạy vậy đến nỗi lên mình lấy xe mà chạy chạy người người nào mà thấy ngồi mặt xanh hết mình đang cũng ai cái gì mình nắm nhiều cái mũi đường ngắn nữa cái bắt đầu chạy hồi nó thôi thì lúc đó trên xe nó có một cái người phật tử mà có hai đứa con nít chạy cái gì chứ không ông chạy gần ba bốn tiếng đồng hồ ở cái nhà đó thì bắt đầu ông mặt xanh đẹp rồi bị ông tôi nghĩ rằng là ngủ qua ông thì nó nói quá ông nói con mà sao không đi thì mà sao mình được đi không đi mà làm gì ông chạy bốn tiếng đồng hồ cái ông chạy vô thì nó bây giờ hạ tiện á thì cũng hạ tiện từ từ bây giờ có tiền mua cái tao đi cái tờ ông không mua bản đồ cái chạy vô mua cái bản đồ thì cái bản đồ đó thì nó có nhiều cái khách sạn để tôi nói nghe vấn đề là tối rồi nha nói thôi bây giờ đi đường trở về cái khách sạn cũ thì nhớ là cái khách sạn gì đó tôi nhớ là Hilton hay cái gì tôi quên mất rồi nhưng mà Hilton mà anh đi Hilton nó có nhiều Hilton lắm thì chạy vô có cái bản đồ gặp mấy bà này cũng như thế chụp lại cái bản đồ của cái tiểu bang ha bắt đầu tôi vô đúng rồi lại đi chạy ngoài đi bốn tiếng nữa đi lạc cái rồi tôi là ôi tôi đi không có gì cũng như có chúng ta nó cũng có chúng ta rồi ở trên New York cũng có chúng ta thì họ đưa là chạy bắt đầu chạy ngược về ông cái chạy vô ông ghé ông hỏi người ta hỏi cái gì hỏi ngừng chỗ tiệm convenience store hỏi cái khách sạn mà có từng lầu có bãi biển có mấy ông ngồi đậu xe rồi có cái bàn tính tiền phải không hỏi gì hỏi ra gì đó hỏi biết tới hồi mà chạy tới chạy lui tới chiều chúng tôi đi ra cái khách sạn cái gì thì lúc đó chúng tôi vô khách sạn rồi đó là chúng tôi hết ai đó đi chơi nó phải đi chơi lại nữa lúc đó mới được gạo rồi cơm rồi đâu có nấu ăn thì cái bà gì đó của cái cô kia mới lên khách sạn để trở về và tôi nói thẳng quý vị mà mua cái service gì mà tôi thấy hồn là cái cuốn sách ra trong đó kêu là hotel mà coi như là superstar kêu là nó có những cái bắt kịch mà để mà nó phụ thêm á tôi làm ra tôi đọc tôi thấy nó nói bạn nghe này cái bảo như thế nào tôi đọc à bắt kịch cho massage tôi có làm gì đi massage đó tôi cho cái cuốn đồng đi xuống cái đầu xuống mấy đi massage trời ơi cái bảo mua đi mà thấy đó vậy nữa ngồi trời ông tài cũng biết tôi ngồi tôi đọc ra những cái dịch vụ đóng cố massage rồi xuống là thuê đi áo bikini mà tôi cần gì cho phi đi như thế này cái bản mua những cái dịch vụ đó tôi đọc và tôi nói tôi cứ chậm chán không cho nó con ngày mai thay vì còn ở trên này nữa vừa cờ vừa sáng thầy trò lo ngồi chết ao và chết ao thì tốt tiền là nữa tại vì nó xuống đâu trong sạch đồ chỗ nó sang lắm mà cứ mỗi một túi là cho thằng ngồi lên sạch 15 đô xuống tới nơi rồi mấy bà lấy tiền cứ đứng đào hoài nó ao nó đứng trên xe nó thèo cái mấy bà trả bao nhiêu 4 đô được không tôi nói đi để cho tôi mà anh bố thiện kiểu này không có gì
mà mình nói sao được, họ thương thầy quá. Được chưa hả? Cái nhóm Phật tử mà tại cái nhóm điểm 6 bà thôi mà tự động nó mua cho nó. Rồi cái nhóm mà 75 bà tôi đi khi mà tôi giảng trong khóa học ở Tam Ba ngày xưa thì nhóm 75 bà đó thì dạy. Tại nhóm này nó lại đi lên xin với một cái chùa là bên Long An để cho tôi giảng pháp. Thì thay vì tôi lại đi giảng pháp thì được phước phải không? Người ta đã nói chuyện với vị sư hết tội rồi. Nói với thầy Giác Phúc, nói với sư ta và thượng trụ trì là cho tôi vô giảng. Thì cái nhóm này thì họ làm phước thì họ đi vào biển nhóm này để hút đưa như vậy mà không hỏi kiếm tôi, họ giận họ hờ thần lưng, thành ra quý vị thấy không? Nhưng mà giờ đó sao được, mấy bả cố tiền mà hút phòng tôi cũng lịch sử tôi đã hút phòng 550 đi rồi thuê xem em rồi nói có tiền đi lạc là đổ một lần nó làm mình xăng nó làm đây nó làm cái gì mà làm ba lần vậy. Quý vị có tưởng tượng con hồi này rồi, nếu mà xin chưa thấy tội con chạy mà nó đi đổ mồ hôi luôn mà đói nữa. Quý vị thấy rõ là đây là cái khúc giường mà nó không tạo phước. Mà cũng cái này là tôi nghĩ là nói ra thì giống như là chuyện trước lắm. Nhưng mà quý vị cứ đang nghe, tôi nghĩ là cái tâm này đến bạn, các bạn nghe là tôi thương. Tại vì người ta quý mình quá, nhưng mà quý mình quá rồi cứ nghĩ là hút cho nó ngon. Mình kêu cái đứa con nó hút cho sức khỏe không thì nó có biết từ nhỏ mà nó được, cái nào con biết nó hút phải không? Phải không? Cái khuôn đó tôi đâu có cần đâu. Nhìn xuống là toàn là thấy cái chỗ mà người ta bắt thanh không mình là chùa nên xuống cái chân kiến thật ra trật hết. Rồi mình đi vô đó người ta thì mặc đồ tắm của mình nó nguyên một cái đồ nó dài cái đồ nó lá đi nó dồ giống như chụp hình quá trời luôn đi sắp toàn là tôn giác rồi phủ hoa quốc xã quý vị thấy rõ không? Thành ra đó là thiện á cũng dường nhưng mà nó rụt cuộc rồi nó làm cho thầy trò mình nhở khóc nhở cười. Và tôi về đó lần đó là để đời luôn. Các chuyện này mới xảy ra khi tôi mới vừa đi phát tu ở dưới bờ Bắc Xuyên chứ không có đâu mới xảy ra đây thôi đó là chưa được hơn tháng rồi chuyện còn nóng hổi đâu quý vị đi ngay ngày du lịch kho đó quý vị mà bốn ngày thì du lịch kho nó mắc không quý vị nó rất là mắc mà muốn cái bãi biển mà sao mà thấy hết cái bãi biển đông tây nam bắc gì cũng thấy hết nổi đó thành ra nó rất là ngon mà ở cái nhà là nhà kiến mà đầy đủ phương tiện ở trong đó hết. Nó thành ra vô đã một lần tôi nói thiệt thấy trời trời sướng đau sướng nó thấy là nó thấy nó khổ rồi đó thì tôi vẫn nghe đây tôi kể là cái bài pháp tôi cái gì cũng trường là phải hiểu là đúng là phải đúng đừng có đúng sai sẽ mắc tội đó. Một câu hỏi này và thầy đứa nhỏ được bác sĩ dẫn đó khi sinh ra sẽ bị tật nguyền và chết sớm thì con là một bà mẹ đau khổ được bác sĩ gia đình và bác sĩ trong bệnh viện khuyên nên phá giai bào thai và con hỏi khi đứa nhỏ này đẻ ra nó sẽ sống hay chết thì bác sĩ nói rằng đứa nhỏ này đẻ ra cái hệ thống tuần hoàn rất là tốt nhưng mà đứa nhỏ này sinh ra nó không có hai chân thì không có hai tay như vậy con có nên mang thai hay không? Đứa bé này hiện nay được 6 tháng rồi. Câu hỏi này có nên phá hay không? Thì bộ đó là dạy để thì đứa sinh ra đời đứa nhỏ không tay không chân thì là quá thai thì cháu sẽ khổ mà phá thì là giết đi một cái. Người tàn tật chúng ta thấy chúng ta còn đi uống thiết phải không? Chúng ta nghe người chúng ta về Việt Nam mà thấy ai một tay một chân chúng ta có bỏ tiền cho không? Cho mà cái người nào một tay một chân xin tiền ấy đến ai dễ không? Cho liền phải không? Mà bây giờ tôi đâu có thể nói yes trong vấn đề này tại vì tôi nói yes sẽ tức là tôi tán thán cái gì giết người mà tôi nói no thì cổ nói để ra một cái bàn tay ra sẽ bị đau khổ mà hôm mà bác sĩ nó không phát hiện sớm tại vì nó đo tim mạch vẫn tốt cho khi đến tháng thứ 6 thì nó mới phát hiện ra là cái bào thai này không tay không chân. Bây giờ đại chúng cho ý kiến thì tôi cho ý kiến sau à. Ở trong này chú này là có nhiều ý kiến lắm muốn gì đó chú là đồng thuyết nhiều khác lại không có câu trả lời nhiều quý vị khác nhiều hả có ai có câu trả lời không?
Nếu quý vị rơi vào trường hợp đó quý vị làm sao? Tôi đưa lên cái microphone để cho mấy người ở trên đó có mà nghe à, đưa một cảm quan lên. Tại vì nói thế này những người đang nghe online họ nghe chưa có con chưa con cái đèn chưa lên còn nói lại anh như là bà bậc thầy có nghĩa như là một đứa em bé nó duyên nghiệp nó rất là tội nghiệp, có nghĩa là để cho nó ra đời cũng được ngày nào ngày đó nó không liên quan. Một Phật tử cầu nguyện bộ ở trong khóa tu tại chùa Linh Sơn cũng góp ý cho quý vị Phật tử online nghe rõ và nhắc lại là đứa bé đó là bị kiến nghiệp tật quyền, nhưng mà nó chỉ là một mạng người thì nó đã 6 tháng rồi thì nên để cho nó chào đời để nó tiếp tục sống ở đời người này phải không? Đó là quý vị có đồng ý với cô không? Đưa cái máy cô đồng ý hả? Cô sư bỏ ý kiến tôi có ai khác ý kiến không? Không có cần của đức cũng đồng ý. Có ai khác ý kiến không? Thật ra đứa bé này nó đã được cái nghiệp mà gá vào thân người con rùa mù ở đáy biển 1000 năm con gá được vào cái thân người, thì con người dùng một tay một chân mà ở Hoa Kỳ này vẫn có sướng hơn là những con vật. Quý vị nhìn kỹ đi, khi một con vật mà có toàn vẹn tay chân thì cũng khổ hơn con người dùng tay một chân. Hơn nữa tôi nghĩ một con người mà ở xã hội Hoa Kỳ này thì họ lại có cái phước báo là hưởng được cái tiền ở đất ai. Quý vị có đồng ý không? Mà khi cô đẻ ra một cái con thuộc quyền như vậy thì cô được hưởng những quyền lợi như cái nhỏ này mà theo điều ban của thầy. Điều ban của thầy, nếu mà người con mà thật quyền, người mẹ giữ chính phụ trả thì giờ thì tiền giữ cái nhỏ nữa khỏi đi làm. Nhưng mà thật thầy đi ra, nếu cái nghiệp đứa bé là cái nghiệp gì đó thành ra nó bị cụt tay và cụt chân, nhưng mà nó là bao nhiêu là con cô. Nhưng mà trong cái ngũ giới, cái giới đầu tiên là cái giới sát nặng nhất, mà cô mà quyết định sát sanh mà cô giết được con cô thì cái ám của cô rất là nặng. Tôi đánh giá tại sao chúng ta đọc địa ngục, ai đứng ra để xử cho chúng ta đọc địa ngục? Vì Đức Phật ngài từ bi, phải không? Như đề bà đã ra lăng đá giết ngài mà ngài cũng vẫn không có giận đề bà đã ra, và các vị Bồ Tát thì cũng không đứng ra để mà xử chúng ta xuống địa ngục, phải không? Mà chư thiên hộ pháp cũng không xử chúng ta địa ngục. Vậy ai là cái người đứng ra để cầm cái cán cân nội nặng nhẹ để cho người này vào địa ngục, người này vào lời ngã quỷ, người này vào ngồi vui buồn cao điếc? Thì tôi xin nói cho quý vị, do tâm ác chúng ta mà định giá chúng ta đi vào địa ngục chứ không có gì hết. Bây giờ một cái người mà giận một cái ác hạng số thì chỉ cần cái ác của mình chưa lộ là ba đến lộ cái hạng số được rồi. Ví dụ bây giờ nó vô đến đầu lên cái bãi cỏ của mình, phải không? Nó cám thì hư hỏng mình, chỉ cần cái gì nổi cái tâm ác gì năm chữ đô bị gì đánh hạng số được liền. Nhưng mà em trai của quý vị mà em gái của quý vị mà đầu lên cái bãi cỏ quý vị đó, quý vị phải khởi cái tâm ác 100 cái đô của ta đánh được chứ 5 cái đô đánh được cũng mày số gì quá đầu tư của anh, phải không? Và cho tới khi nào mà con ruột của quý vị mà nó đậu trên cái bãi cỏ của quý vị mà đánh nó được thì tâm ác lên 1000 kg đô đánh được. Mà tới khi nào mẹ ruột quý vị mà thấy cái đậu trên cái bãi cỏ của quý vị đó mà quý vị đánh mẹ được thì tâm ác phải 1000 kg mới đánh mẹ được, có phải không? Thì như vậy ác 5 kg thì sao mới được, ác 10 kg sao mới được, và ác có 1000 kg đánh mẹ thì không sao mới được, đi vô địa ngục vô giá, thấy rõ chưa? Thì như vậy bào thai này cái đất ruột của cô mà con kiếm cô không giết cô là một phật tử, cô có pháp danh cô tặng cô đi ra, mà cô còn hỏi tôi nên giết hay không thì như vậy là cái áo của cô hơi nhiều rồi đó. Nếu mà tôi không cần ngay tôi giết cái bào thai này thì đứa nhỏ này nó thế nào, nó mất cái trong người thì nó trở thành quan gia thái chủ của cô và nó theo nó đòi nợ cô và nó báo cô 100 lần. Thay vì cô chỉ chịu cái là ban hạnh để tao còn 3 tháng nữa cô sanh
người mà lên vua kẻ để càng cái tiếng thá thì bây giờ nó bắt đầu rồi cái gì là một bên đỡ lên nữa hả không thì anh là vua nhiều lắm chứ như vậy thì cái gì đời thứ hai cho nên là cái đời hai bốn chấm không phải không quý vị lấy thì bên là sao nhà mặt nó dâng lên thì có gì cũng vậy thấy rõ chưa thì thay vì cộng thêm cái ác chí con mà cộng thời sáng là cô phá yếu cô mất cái danh là người nữa rồi như vậy thì khi cô cũng phải có cái trí huệ mình có nhân có quả thì có vô nó còn kịp chứ mình chứ thì vui lòng trả đi phải không và chúng ta giữ tròn cái giới sáng cái đầu tiên là giết một con lăng quan mà không khi còn mật vỡ cũng như là giết cái con thai của mình cô mình giác chết rồi là cô thấy quá ác rồi phải không mẹ kẻ mới giết được chứ mẹ rồi cũng giết được thì như vậy đó là câu trả lời của thầy cái gì đồng ý không phải như vậy thầy có một từ thầy có trong trong khi cô được đưa lên đây một lần dạ có đọc dạ đưa gần đây cho nghe nhắc lớn chút xíu dạ 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 có từ tên là diệu hảo nguyên tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Theo con thì nên giữ lại cái bào thai đó. Người cha và mẹ nên làm nhiều việc thiện chắc hẳn như phát nguyện 3.000 việc thiện hay làm cái gì đó thì con khi có thể chuyển nghiệp cho đứa con ở trong bào thai đó một là. Sau đó thì câu thứ hai là con rất tin tưởng người mẹ có thể chuyển nghiệp cho đứa con ở trong bào thai trước khi người mẹ sinh đứa nhỏ ra đời đời còn đến 3 tháng người mẹ cần phải thành tâm phát nguyện thật lớn làm nhiều việc thiện và tốt kinh nghiệm lắm. Cái chuyện này không biết vừa cái ngày này thì giảng cô là nguyên vốn đó cái người mà có bầu 5 tháng 4 tháng hay không cô nghe đó nghe không cô chứng kiến về chồng không thể nói tên người ta là cây con cái mà thấy đời đời ông nội cũng một cái đời tới ông nội này cũng có một cái cái đời này bây giờ thì đẻ ra có bầu con gái với đứa rồi này dùng khám chắc chèn là nó nói là gái nữa thì vô cầu tôi đứa thầy có cách gì chồng con là ông không có tin tam bảo mà con đến chùa không có vui bây giờ cái thai này là cái thai có đứa gái nữa là gia đình chồng không giàu lắm tại vì ta là con một trai một tôi nói tôi dẫn lên lại vào đường tiêu hóa phía sau tôi có cái bằng thờ tổ thờ vào đường tiêu hóa tôi giữ lại đi cầu thành cảnh sám hối con vì cái nghiệp gì đó mà con gieo ra thành bây giờ này con bị nghĩa là không có con trai bây giờ cầu xin đứa con trai để cho nối dõi trong đường vợ chồng để con khỏi bị nghĩa là giờ gia đình chồng áp lực này kia vậy mà tháng hai tháng sau đi sôi lại trai có cái gì thì cô này có chứng kiến trong nên cô đưa thật luôn cũng khó hay không rồi một cái người nữa là có chồng lâu năm mà cổ làm y tá luôn thì thử hoài mà không có con cổ buồn quá trên 40 rồi cổ đầu đó cổ vô cổ nói tôi cũng nghe pháp cái thầy thần dương bốn thầy nói cô bạn không có con là nhẹ nghiệp đó đàn bà mà không có con khỏi mang nghiệp giải đau thì nó tu đi chứ mà tờ rồi nên chi thấy người nào có con cũng khổ ai cũng đầu rỉ về mua đua nhau nên khổ với người ta phải không thấy người ta có con có hàng mình không có mà không thua người ta phải không cái cổ nó có con buồn là có chồng có con buồn cái tôi nói vô đây tôi giải cho những nhận là tôi mà thường tiêu hóa tôi mới mời cô giải tôi nói trước nha con cầu cậu thẳng là nếu có thể là nó hành thấu xương á chịu không có nhà chịu tôi mới giải coi vào tình trinh thiên coi ở tới trên cái cõi đời thì con là có thành nhà thiên nhãn con có mà ngày là thánh ca này có thiên nhãn này coi có đứa nào mà thiếu nợ nhỏ này nè có đứa nào mà thiếu nợ đứa nhỏ này này cho đứa xuống cái đồ nợ cho nó trả ra được cái luôn tôi giải thì tháng sau có bầu đứa gì tôi giá với bà thượng tôi nói là coi cái cõi đời có đứa nào mà nó sắp hết phước mà nó còn con nhỏ để kiếm nợ nó coi ở dưới địa ngục các loài trong sáu đường có đứa nào mà cái nhỏ này ở dưới cái kiếm nợ nó chưa đã thì xin ngài chỉ cho cái chúng sanh nó chui vô để nó làm con để nó trả nợ cho nó biết bùi với người ta vậy mà lên ghen đó có thiệt kiếm được đứa chui vô rồi rồi câu hỏi thứ hai cũng của cô hỏi về cái bộ thai này người bị tai biến mạch máu não trở thành người thực vật người thực vật á
Khi bác sĩ hỏi ý kiến gia đình có nên rút dây hay không, và người đồng ý rút dây có bằng tội sát sanh hay không, bên gia đình của con có một người thân đang bị tai biến mạch máu não và đó đã chết, nhưng mà ngũ tạng lục phủ, tim, phổi và gan tất cả đều hoạt động rất là tốt, tim mạch rất là tốt, chỉ có hư bộ não, nghĩa là huyết áp tốt, không có cholesterol gì hết, gọi là chỉ là họ hư cái dây gì này, họ đứt cái là mất thành người thực vật. Thì bây giờ bác sĩ khuyên có sống như vậy đó, em mới sống 10 năm nữa mà rút dây đó, thì do gia đình rút, chứ sống như những người thực vật không có một cái sự suy nghĩ gì hết. Bác sĩ đó thì họ mổ một cái lỗ này, họ tử và họ có cái veo, và tới giờ đó là gia đình chỉ bơm enso vô, và dưới này có cái túi họ mổ ra từ ruột và túi nước tiểu, tới giờ nó là thai cái nước tiểu và phân cái chảy ra, quý vị hiểu không? Tức là trên bao tử thì có một cái lỗ, họ làm cái veo sạc, tới giờ đó là bơm enso vô, và dưới này có hai cái túi, thứ hai và thứ khác, thì sống tới 10 năm rồi. Mà như vậy bác sĩ hỏi tụi con có nên rút dây hay không, thì trong gia đình con có 7 người mà 3 người thì nói rút và 4 người nói không, như vậy chúng con làm sao đây, xin thầy cho ý kiến quý vị nói nên rút hay không quý vị hả? Cái đầu hồi nãy thầy nói vấn đề 8 tiếng hộ niệm, khi mà cái người đó hoàn toàn không có thở, người đó hoàn toàn mắt đã chết rồi, tai đã chết rồi, mắt không thấy, tai không nghe, tiếng thứ nhất thì mắt không thấy, tiếng thứ hai tai không nghe, tiếng thứ ba mũi, lỗ mũi mất niệm, mùi lưỡi đã đứng rồi, thân thể có cảm giác mà không có động cái thân thể người ta, muốn gì đây là chỉ có cái đầu người này không còn vọng tưởng nữa. Người này còn vọng tưởng không biết không, không còn vọng tưởng, người này không còn vọng tưởng, không còn thương ghét nữa, nhưng mà tim gan thì thấy thận thì hoạt động tốt, nghĩa là tới giờ vô hay xuôi vô và tới giờ lấy thay cái không thay tả mà có cái túi đưa ra lấy con thì nước tiểu, và bác sĩ nó sẽ sống tới 10 năm. Như vậy không nên rút, đối với thầy không nên rút, thầy nói rõ. Nhưng mà chỗ này thầy mở quạt để cho khai triển thêm về chỉ đề niệm Phật. Có phải đa số chúng ta đều được các vị thầy khuyên là hãy niệm Phật đến biết tâm bất loạn, niệm Phật tới chỗ vô niệm để được chẳng sanh có không? Đa số không, niệm tới chỗ vô niệm. Nhưng mà chỗ này thì mượn cái câu chuyện này thì thầy khai triển thêm. Cái người này đạt cái trạng thái là vô niệm rồi, họ không còn vọng tưởng nữa, phải không? Nếu mà so sánh như vậy thì họ đầu với mỗi đời suy tưởng không còn, không còn suy tưởng nữa. Mà tổ đời tư tưởng là tổ đời gì? Họ sống rất là lâu, họ mặc hết tất cả tư tưởng, họ vào trong quyết định, và họ nằm trong cái gì? Tam đồ bát nạn khu ni khổ, phải không? Cái nạn thứ nhất là nạn gì? Chúng ta có gì? Đuôi niết căn Phật là bốn nạn, sanh trước Phật là nạn thứ năm, sanh sau Phật là nạn thứ sáu, sanh về bắc lưu châu là nạn thứ bảy, và sanh về cõi trời phi tưởng là nạn thứ tám, tức là cõi trời sống rất là lâu mà họ mặc tư tưởng gì, họ thiền định, họ tu thiền đến họ chịu tất cả những cái gì dòng niệm để ở trong cái định không còn cái dòng tưởng nữa. Thì nếu như vậy thì bà này bà đã đạt tới cái trạng thái là không còn dòng tưởng, tại sao bà không giảng sanh thì hả? Thấy rõ cái điều đó chưa? Lâu nay chúng ta cố niệm Phật, cố tu thiền về cái dòng tưởng, mà cái người này bây giờ không còn dòng tưởng, tại sao họ giảng sanh? Họ không chính là hả? Thấy rõ điểm đó chưa? Một cái người mà luôn các có đầy đủ ở trong này, cái ý cha là quan trọng nhất, mà Phật không cho họ giới thiệu theo đi theo đi, mà chỉ ở nhà tu tu sĩ thôi, phải không? Ông thầy đuôi mắt không được bà tu, cái bà sư cô đó đuôi mắt không được tu, bà sư cô nó dùng một tay cũng được tu, trừ trường hợp sau khi tu rồi bị tai nạn thì không sao, sau khi sinh ra rồi bị mù như thế nào được thì không sao, mà trước khi nhận còn mà kiếm quyết một cái lượng căn bắt tay mũi lưỡi một cái căn nào một bộ phận nào không đầy đủ là không được. Thì như vậy chúng ta tu để rồi chúng ta làm cái người có lượng căn đầy đủ, chúng ta sẽ trở thành một cái người đạt tới như vậy, là chúng ta thấy đi đúng là sai. Thấy cái điểm đó chưa? Chúng ta trước khi tu thấy mẹ khổ biết bóc tiền cho, thấy con khổ biết lo cho con vào đại học,
thế giờ được chém với nhà vô khép giờ, thế giờ dặn đồ nhà vô khép giờ, tức là chúng ta có những cái biết từ bi, biết thương yêu, biết phải trên, biết hiếu cha mẹ, và chúng ta niệm Phật thời gian để mà chúng ta trở thành vô tri vô giác, thì đó là cái sai của những cái y kinh diễn nghĩa tam thế phật quan. Thấy rõ điều gì? Thành ra từ nay thầy khuyên quý vị niệm Phật đừng có sợ cái chuyện vọng tưởng, mà niệm Phật chúng ta chỉ cần nhất tâm là chỉ tin, nhất hướng về cực lạc, không có chỉ một cái tâm này bữa nay niệm Phật, ngày mai bị yếu, ngày mốt ngồi thiền, nhất tâm chỉ có một tâm này thôi, một cái tâm này là tin Phật, tin vào thế giới cực lạc, tin vào Phật Thích Ca không dối gạt chúng ta, tin vào 48 lời nguyện và tin rằng niệm Phật sẽ được giải sanh. Còn niệm Phật ở cái trạng thái này chúng ta không đọc, chỉ có cái bậc mà thánh tăng, các bậc mà căn cơ rồi nhiều đời của chúng ta, cái bậc đó là về thực phẩm, chúng ta chỉ cần về hạ phẩm hạ sanh như này thôi, hiểu không? Từ nay chúng ta tu niệm Phật đương sợ giải tưởng, mà chúng ta chỉ sợ là chúng ta không tin là chúng ta có khả năng giải sanh, và chúng ta không tin thế giới cực lạc. Chúng ta chỉ có một tâm này, một đời này, và tin rằng chúng ta sẽ được giải sanh. Còn cái chuyện mà tu để trở thành một cái người thực vật thì quý vị, tôi chứng minh cho quý vị thấy đó, người thực vật đâu có khả năng thành Phật, người thực vật đâu có chứng quả là hắn. Tại sao chúng ta tu để trở thành là sáu trần, vào tiếng cái sáu trần mà đừng nhớ mắt nhớ chứ giờ không phải là bên tai rồi mắt rồi mũi rồi, thì những người mà để ra bị đuôi bị chiếc bị cao bị nọc họ thành Phật hết rồi. Thành nhiều người nó tu sao để sáu căn là pháp tai mũi lưỡi, khi giao tiếp với sáu trần là sát sinh hơn vị xuất pháp, chúng tôi không còn cảm giác, đó là sai. Mà sáu căn khi giao tiếp với sáu trần thấy người đẹp, con mắt thấy người đẹp, dẫn biết người đó đẹp, nhưng mà tâm không còn gì, không ái nhiễm, thấy tiền thì biết tiền, nhưng mà vẫn xài tiền, nhưng mà tiền được không mừng, tiền mất không buồn. Thấy rõ chưa? Tức là chúng ta phải trí huệ, chứ đừng có vô tình là chúng ta tu trở thành là một cái người, trở thành là một cái người coi như là luôn chăng không đầy đủ. Đó, thì tôi nói rõ, cái người này họ sống như vậy là họ đã một cái nghiệp nào đó, nhưng mà họ chỉ mất cái ý thức thôi, nhưng mà mặt ra thức, à đại gia thức, và những cái bộ bộ phận kia vẫn còn hoạt động. Chúng ta quyết định lúc giây là chúng ta mang tội sát đó cái gì? Bởi vì điều này nói khi mà tuổi hết tuổi sẽ tắt, thọ mạng họ chưa hết, họ trả một cái nghiệp nào đó, họ đang trả nghiệp. Mà chúng ta cắt dây là chúng ta xem vào cái nghiệp của người đó, đời sau chúng ta phải trở lại để mà đồng nghiệp với họ nữa, trở lại để đồng nghiệp với họ nữa. Đó. Câu hỏi số 3 của người này: chị con tu theo pháp sư Tịnh Không, phiên con chỉ nên niệm Phật A Di Đà, đừng niệm danh hiệu Phật khác làm loạn tâm, như vậy có đúng không? Một Phật tử ở Việt Nam: chị con tu theo pháp sư Tịnh Không. Ngài Tịnh Không là ở Tàu, quý vị là gần cái băng của pháp sư Tịnh Không, thấy không? Ngài khuyên chị con nên niệm Phật A Di Đà, đừng niệm danh hiệu Phật khác làm loạn tâm. Thật ra chỗ này chúng ta cần nghĩ, ngài pháp sư Tịnh Không, ngài muốn chúng ta là nhất tâm chỉ dành và tu dần niệm danh hiệu A Di Đà mà thôi, đừng niệm danh hiệu khác nó làm cho chúng ta phân tâm. Tôi ví dụ khi chúng ta lại sám hối hồng danh, chúng ta phải kiến tâm tỉnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật, kiến tâm tỉnh lễ Nam Mô cái gì đó Cô Na Hàm Mô Ni, kiến tâm tỉnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kiến tâm tỉnh lễ Nam Mô coi như là đấu chiến thắng Phật hay những gì Phật đó, chúng ta phải cần mắt để ý. Còn khi mà chúng ta mỗi một lần chúng ta lễ xuống, chúng ta kiến tâm tỉnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới gì đó, chúng ta không cần dùng kinh và chúng ta tập trung đến cái tinh thần để lễ Phật, ví dụ thầy nói không, thì chúng ta niệm Phật. Thật ra niệm danh hiệu Phật nào cũng tốt, nếu không tốt tại sao chúng ta có những bộ kinh giảng Phật? Nếu không tốt tại sao mà chư tổ lại soạn ra cái lời sám hối 108 danh hiệu tịnh Phật trong sám hối hồng danh? Nhưng mà ý của ngài Tịnh Không là chúng ta phải dứt tâm niệm một danh hiệu để chúng ta dễ tập trung về giảng sanh, chúng ta dễ được, nghĩa là nghĩ đến ngài Di Đà nhiều hơn, khỏi có lộn tập,
chứ không phải ngày cấp chúng ta niệm những danh hiệu khác. Nhưng mà đối với thầy thì thầy khuyên thế này, thầy khuyên thế này: chúng ta theo cái nghi thức của chư tổ để lại, người tu tịnh độ buổi sáng phải có thời Lăng Nghiêm. Vì quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: này A-nan, những câu chú bí mật này, những lời, những dần bản danh bí mật này là do chư Phật mười phương nhờ cái con thần chú này mà sức sanh ra. Những tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm tội sát đạo giáo vọng, những cư sĩ U Bà La U Bà Di phạm tội sát đạo giáo vọng là những tội nặng, mà tụng thần chú Lăng Nghiêm này đều như là tội đều tiêu tan hết, nó không có năng lực mạnh như vậy. A Nan, Phật nói này A Nan, ông là Bậc Vũ Học, ông còn luân hồi, ông phải tụng thần chú Lăng Nghiêm này để khỏi tránh ma dữ. Có phải là ngày A Nan do bị bà Ma Nam Già dùng cái tà thuật của Tỳ Cao Phạm Thiên để còn chúng nó phá giới dân, và Phật phải sai ngày đông thù đem thần chú của Lăng Nghiêm tụng để cứu cho nó. Chúng ta giờ tăng đi ở các chùa đều có thời tụng thủ Lăng Nghiêm, phải không? Do đó chúng ta tại sao phải bắt cái gì cái tụng thủ Lăng Nghiêm? Vì quý vị niệm Phật bây giờ này, mấy người nào mà tu tà tà, có người mà niệm hai tiếng niệm Phật rồi ba tiếng thì con thiên đại hà, cái gì nó mau không phá đâu, phải không? Cái vị nào niệm Phật hai tiếng rồi đi ra ngoài kia đó là chạy theo chuyện đời thì phi hai tiếng ma nó phá đâu, chỉ cái tên này còn ở cõi này lâu lắm. Mà ma nó sẽ phá những người nào bắt đầu tinh tấn và hành trì có thời phá nghiêm mật thì bắt đầu nó sẽ phá, nó phá những gì đó, cũng như những cái vị mà võ sư nổi tiếng thì mới có tên này để đi tranh đấu, chứ còn mà võ như quý vị là võ cầu giống tôi chẳng tên nào tranh đấu, phải không? Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta nhờ có tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày, chúng ta sẽ được sự thủ hộ của hàng hà hà sa kim cang phật tích, tức là 84.000 vị kim cang phật tích hoặc theo họ hộ vệ quý vị tu tập trung. Và kim cang phật tích là những vị bồ tát chuyên môn ở các cõi trời để mà trừng trị thiên ma ma tuần, không cho phá phật. Kim cang phật tích là ngày dùng tại kim cang rất dở ma ma tuần. Vì ma ma tuần là gì? Cái hàng hộ pháp cỡ này không làm được ma ma tuần đâu. Các vị mà chuyên thiên ở cõi trời tức thì chưa là cõi trời thấp nhất xuống đây hộ pháp, ma ma tuần là ở cõi trời thứ sáu rồi. Các cái vị mà ở cõi trời đâu lợi xuống đây là hộ pháp, ma ma tuần sẽ không sợ, vì mới có trung sĩ mà nó có đại quý rồi, thấy chưa? Nó có đề thứ sáu rồi, thấy rõ chưa? Do đó chúng ta tụng thủ Lăng Nghiêm tới phút cận tử niệm đến, mà người nào tụng thủ Lăng Nghiêm, chúng ta không đủ thời gian để chúng ta tụng hết năm đệ, chúng ta tụng lời cái đệ cuối cùng là án an na đệ, thì sẽ đệ đệ đó bạc sà la đà đi bạc bạc đệ bạc sà la đó thì không học được luôn, không có ăn. Hoặc là quý vị giỏi nữa đọc tiếng Phạn cũng anh đi sư đi đi ra bạc sà la đi vui ra vui đi bạc sà la đi vui sống hàng, thì quý vị đọc được cái đó chỉ cần phải biết là quý vị có hàng hà hà sa kim cang phật tích, kinh sơ kỳ sử. Kinh sơ kỳ sử là cầm những cái chài đánh tan những cái con núi mình ở gì mà chưa họ hộ vệ, thì lúc đó thiên ma ma tình nó sẽ biết quý vị nó không đi vào trong 12 do tình để mà nó hiện ra là Phật Thầy Di Đà một ba năm để nó cầm ba sen. Quý vị có biết ai là ma ai là Phật không? Tổ U A Thúc Ca, ngài là tổ ngài A La Hán rồi, ngài biểu đệ tử là con mang thiên ma ma tình quá hiện ra cho coi. Này ma tình, con sanh đồng thời với bổn sư sở với dạ, con sanh đồng thời với bổn sư Phật Thích Ca là chuyện lâu rồi, nhưng mà con thấy cái chuyện giống như ngày hôm qua. Giờ con đi thầy là con biết ra Phật Thích Ca được cho thầy coi không? Thầy thương mà không biết cảnh sao. Thì cái con ma ba từ nó mới nhớ ra sư phụ con biết mà con hiện giống đó là thầy nó lại con đổ đức. Ngài là một vị tổ U Ba Thúc Ca ở Ấn Độ của Thiền Tông ở chỗ mà ngài đã ra lệnh cho đệ tử biết mà con ma nó biết sao ngài thấy Phật ngài còn lại. Thì quý vị là cái gì mà kia nó hiện ra Phật Di Đà, quý vị có thể không? Đi theo tôi, ta là Phật Di Đà, nó đưa về cõi trời dục giới là tiêu diệt. Vì lý do này quý vị cần có thần chú. Hả? Hiểu chưa? Thần chú là những cõi trời phạm thiên nó xuống cao hơn. Tại vì tiếng Phạn là tiếng cõi trời phạm thiên như, phải không? Do đó chúng ta đừng có quên, nếu mà tụng niệm Phật không thì lâu nay các tổ chỉ để cho ai gì được Phật cần gì mà
hãy xem thời A Di Đà, thời Vô Lượng Thọ, thời Tâm Nghiêm, càng về mới sinh ra những cái bộ kinh Pháp Hoa để mà chúng ta tụng hả? Vì nó trợ duyên cho quý vị nhiều lắm, hiểu chưa? Từ nay sẽ khuyên quý vị làm ơn buổi sáng có thể đủ Lăng Nghiêm. Tại sao là buổi sáng? Vì cái thời đó là cái thời dành cho chư thiên, thời gian nó còn thanh tịnh ở cõi trời này, chư thiên họ ăn vào buổi sáng và họ xuống họ nghe kinh, họ thủ hộ để đọc đàn quý vị. Quý vị tụng kinh như vậy trong 12 do tầng có các hàng mà ở cái cõi trời Phạm Thiên xuống họ hộ cao hơn ba ba tầng rất nhiều, vì hàng Phạm Thiên là cõi trời sắc giới, còn ba ba tầng là cõi trời dục giới thấp thế này. Như vậy đôi khi quý vị nên tụng và chúng ta sám hối, vì mỗi ngày chúng ta tội cũ chưa hết mà tội mới đã tạo rồi. À, ngày hôm nay quý vị ở đây, quý vị thúc luyện thân khẩu ý, quý vị thấy tạo tội, nhưng mà khi quý vị về nhà rồi đụng cảnh, quý vị bảo đảm đi làm về tu ở lại một đêm qua về, bước vô nhà cái sắp chén cho con để cho một tấm là đổi bộ đề ngay rồi ha. Bước xuống vô nhà bếp thấy tấm đồ chưa nhặt, vô cái phòng ta lên lưng là đổi bộ đề ngay rồi. Rồi thấy nghĩa là nó bài điện chồng con, nó bài điện thì quý vị thấy rõ, về nhà nó được chuyện chúng ta đổi sân tiền. Do đó để ngừa cho điện tử sau những cái thời đó, các tổ đã là hai tuần chúng ta có một thời sám hối, phải không? Chúng ta phải giữ hai tuần một thời sám hối. Bên chùa Đồng Quy Bố là mỗi thứ năm này có thời sám hối, phải không cô? Mỗi ngày thứ năm chúng tôi có một thời sám hối hồng danh, và mỗi một tháng chúng tôi có một thời lại một ngàn, lại một ngàn. Một ngàn lại cô thì biết hỏi với cô đó, phải không? Họ chơi một ngàn lại một ngàn đó quý vị, từ sáng tới chiều phải làm một ngàn lại. Và họ được phát qua có cái đạo đàn phát qua của cô Đồng Từ, mỗi một ngày họ đi hết luôn phải hiểu luôn, tụng từ sáng tới chiều nhưng ngồi là phải hiểu luôn. Họ tu như vậy đó quý vị. Còn đây quý vị tu hơi đẹp đẹp rồi, như vậy là quý vị thấy chúng ta phải nỗ lực, nếu không quý vị mất cái cơ hội. Bây giờ chúng ta còn tỉnh táo hay còn ngồi nghe pháp được, xin lỗi đến sự dây rồi lúc đó muốn nghe pháp nghe không được, muốn lên đài Phật tại không được, chúng ta mới tiếc những lúc chúng ta còn lại Phật được không tại. Quý vị tin đi, lại Phật tự nhiên cũng hết. Ở bên chùa là biết một thầy có một cái cô đó tên Hồng Cầm, cổ ung thư lử, cắt bỏ lử của ăn không được, cổ toàn uống sữa anh xô không, cổ tụng pháp qua thì cũng nói rất nhiều tin luôn. Nó có những chuyện mà impossible. Trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm người nữ nào tụng kinh Pháp Hoa, hành trì cho Pháp Hoa thì người đó bỏ thân ở cõi Lăng Nghiêm này, được sanh về cõi Cực Lạc, có cái phẩm đó. Quý vị nhớ dùm cho thầy. Rồi chúng ta đừng có chỉ chúc ít nhân viên mà chúng ta được nhận sanh, chúng ta gặp chuyện chùa cần đúng để mà tùng tu, chúng ta cũng bỏ tịnh tài ra. Chúng ta là chỗ nào tương kinh cần đúng chúng ta bỏ tiền ra. Mỗi lần thầy đi thuyết pháp như vậy là những phật tử của thầy họ tương kinh, không có gì nên họ gửi qua đây lấy cái thùng cho vô đường họ để phát cho cái gì. Rồi chúng tôi mới vừa có một phật tử, nhóm phật tử ở bên Đồng Quy Bố, họ in 15.000 đô la tiền kinh mà in ở Việt Nam số lượng nhiều lắm quý vị. Mai mốt tôi sẽ gửi qua đây cho đi sư những bộ kinh rất là quý, kinh Quan Nghiêm bốn quyển, kinh Thủ Lăng Nghiêm dày của bà Thượng Tâm Minh, kinh Đại Bát Niết Bàn hai quyển, kinh Bát Nhã, Bát Nhã lớn đó, rồi kinh Thủy Sáng, kinh Lưu Hoàng Sáng. Những bộ kinh đó chúng tôi có điều để là chùa ai cũng lấy và lấy, và mỗi lần tôi đi chỗ nào biết là tôi đem phát ra như vậy thì tôi đi du thuyết rất nhiều, để tôi phát kinh sách rất nhiều, thì những phật tử đâu có còn có đâu gì hiểu thì nói rồi. Thật ra pháp sư Tịnh Không nói đúng của ngài, vì ngài là có một cái là A Di Đà đúng, và tôn chỉ của ngài chỉ lấy câu niệm phật ngoài ra không lấy cái gì khác. Nhưng mà đối với thầy Tông Lai, quý vị nào vô làm A Di Đà hay có vị nào vô làm A Di Đà thì thầy cũng chia như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta là ở trong cái đạo và đời, chúng ta còn ra để mà cũng chạm, chúng ta còn nhiều phiền não, chúng ta lúc đầu chung chúng ta phải cần những trợ lực của những hàng thiên long hộ pháp mà họ có thể trợ giúp cho chúng ta được giảm sai mà không bị những chướng diễn như là ma chướng ở trong tự nghiệp.
ở trong này không có chuyện nào có đủ khả năng để biết là Phật A Di Đà hay là Thiên Ma Bà Tình đó, thấy rõ ra chưa? Thì phải nhờ cái đó, nhưng mà nhờ sự trợ niệm, nhờ có một tiền bộ ý thức mà lại đó chúng ta có cái đường đại chúng, chúng ta sẽ biết được đâu là chánh và đâu là tà. À, chúng ta tiết lố, chúng ta nhận cái bài tuổi rồi bây giờ thầy tới giờ thầy cho quý vị đi kiếm hành về Phật hai triệu năm cho nó giảm chương chút gì còn hơi nhiều. Bây giờ để hồi hướng, tại vì thầy giảm là từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi, bây giờ là 3:40 rồi. Thì cái phần còn lại ngày mai thầy sẽ giảm tiếp, ngày mai thầy còn để coi ngày mai thầy còn một thời khắc 2 tiếng nữa. Bây giờ mọi người hồi hướng để chúng ta đi tiến hành niệm Phật cho nó giảm đơn giản tốt. Là từ 4:30 đến 6:00 chương trình là rất quan trọng. Thì chương trình này tôi sẽ thuyết giảng về trợ niệm cho người lâm chung và chúng ta hộ niệm cho những người chết bệnh tử, như là những người chết vì tai nạn, những người chết bất đắc kỳ tử, những người trong gia đình khắc khổ mà chết, những người chết vì chết chìm, chết sông, chết nước, những người mà có một thai bị hư, những người mà do phá thai. Thì cứu những cái dòng linh đó cứu một cách nào? Thì chiều nay 4:30 đến 6:00, 4:30 giờ của New York, giờ của Boston, tức là 3:00 trước giờ Cali. Ví dụ như ở bên đây California 6:00 thì bên đây chúng tôi là 9:00, ở chúng này chúng tôi 4:30 thì bên kia đều đi 3 tiếng, là lúc đó mới có 1:30 phải không? Dạ, thì nói cho những người ở bên cái Pacific Time là biết là ở bên đây chúng tôi Eastern Time chúng tôi đi trước tới 3:00, có đúng không quý vị? Yeah. Rồi quý vị tính hỏi gì? Bây giờ mời quý vị sau khi đi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn quý vị lại Phật Hải Diệu Âm. Quý vị muốn đi thiền hành trước thì ha, cho nó phóng chân hơn. Dạ, quý vị sau khi được thầy cho quý vị đi thiền hành. Tôi xin được lời chào tạm biệt quý vị trên con phố và trở lại chương trình thuyết pháp vào lúc 4:30 giờ Eastern Time, tức là giờ của bên New York này. Bây giờ thầy cho một người đứng đến làm chung, không phải lắm, không chạm nhã mà đánh gì chắc xin cầu. À, đi sư biết đánh vừa vừa thôi, tức là để tôi nha, một người đứng tinh trống mà không phải đứng mất nhã đánh gì vậy. Một người biết một người thanh niên đi chắc còn con đứng bên đây, con đứng đây, con và con nhờ cái khám đây. À, ai sống? Dạ, cô đứng dưới cái hồi nhà cô đứng bên đó cho thầy con xuống đi, cho cô này. Dạ, thầy dạ. Còn cái khách nào riêng không? À, cô có một cái sự không sáng nữa, cô có được không? Được. Không giữ. Thôi, bởi vì thẳng cái khách nào? Không phải tất cả. À, cô đứng ở đó, cô cầm cái dùi, khi nào thì đưa tay cho cái tùng. Ở đây có cái này rồi, cũng được. Có cái hồi sáng có cái gì cho đi không? Thầy mượn cái đánh của bà đường rồi sáng. Dạ, để thầy hướng dẫn cho quý vị đi thẳng. Ở đây rộng rãi, chúng ta đi thoải mái. Thì bây giờ quý vị sắp thử hàng một cái đi, sắp dòm cái này. Chúng ta đi cái gì kia đường hồ. Còn chắc dòng hết bắt đầu, con đứng đầu cũng vậy.
chúng ta so tay cắt nhau một cái vai, lấy tay so đó để làm có cái trường, cắt một cái tay so tay cho nó chiều tới cái vai đủ để hàng một. Quý vị so tay cái vai để cho nó có cái khoảng cách, đưa ra cho nó chiều, tôi so cái vai cho đúng trường nhé. Chúng ta có nửa tiếng đi kinh hành theo kiểu đi trong trống thì chui. À, cho để trên bàn này, chúng tôi cho để trên bàn. À, bởi vì sư đứng bên chùa thì bây giờ tôi nói nghe để cô hiểu, quý vị lắng nghe này vô. Thì bây giờ ví dụ như thế này để cho thấy cái này để cách chúng ta phải đi thế này, mình lắng nghe này. Nam này nọ, Nam mô A, đó là cái tiếp tục, tôi chữ A là tiếp tục, là cái Di Đà Phật, cái là tiếp tục. Thì A đó là chân cái bước, hai cái chân đầu là chân cái bước, bước là đứng yên nghe Phật. Bây giờ tôi lấy cái là mượn cái khánh, thì tới cái cuối cùng đến Phật đó là Đại Hồng Chung Quý. Đại Hồng Chung và đánh chữ Phật, tức là trống thì đánh chung vào chữ A và chữ Phật. Và chúng ta đi ngân nghiệp A thì Phật, ví dụ như bây giờ Đại Hồng Chung Hoa đã chỉ để cho trống trước đó. Bây giờ tôi nhìn thấy này, cái gì chưa đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thế không? Thì như vậy cái phần là đi chưa cho mà đi học chung phong rồi đó rồi. Đi chưa cái ngày cái phần là cho cái phong. Bây giờ hiểu rồi thấy không? Đó, bây giờ thầy nhờ thầy đánh cái này, thầy đánh giống như tôi đánh vậy đó, tức là hai cái này là này nè, đánh như hai lần nữa nè, cô này đánh đúng cái đó nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó thì chúng ta đi như vậy giống như đường nhà vậy đó, rồi bắt đầu á nó xuống nó rồi đi đó. Thầy đi không? Thầy cứ đi. Đó, thì sư thấy là cái tính chữ Phật thôi. Còn cái cô bên đó là chữ A là chữ gì? Nhớ A là chữ trái, Phật là chữ phải. Mà mình đi là chỉ đi theo chữ trống. Rồi bắt đầu ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô
nó rất là khỏe mà đi nó theo cái gì ta nhìn chân thành ra tôi cái bài tốt cho người nào biết chữ A chữ A mà chữ phải là từng bước từng bước thành ra đi từng bước vậy được làm chứ không có chạy đuôi vậy được làm cái đó chưa thành ra đi cái này tâm dễ nhất là thì mình nghe cái tiếng tâm rồi tiếng đại hồng chung làm cho cái người mà đi thực hành điều này mà đi điều kia chúng ta đi quá đẹp nó không có cái tầm tình trong đó. Từ nay về đến đây thì dạy cho quý vị thì quý vị chút nữa giờ cho quý vị 15 phút để giải lao để đi rất chút gì đó thầy biết mà cái gì mà không rồi chúng thật còn học lại cả thì ba tôi tưởng tôi nghe tôi cho cô đi vô đó luôn cùng mình quá rồi lúc tôi về đây là chỉ cho quý vị những cách rồi nếu có duyên hay mốt là tôi cũng hiểu gì cái tá cái tụng mà cái tá cái tụng mà có âm pháp khí đồ thành ra rất là hay nhưng mà không biết có duyên không thì tôi nói chuyện rồi hả hả thành ra bây giờ tôi về đây tôi biết đó là nhiều người họ còn mình phiêu thì cô này một tính chức năng sẽ là Abadi mà mình nói Abadi đó thì không có bao nhiêu thành ra cũng đưa về đây mà cổ đưa về đây với cái tâm nguyện là chút nữa thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị các hộ niệm các thành lập bác hộ niệm các trợ niệm để cho quý vị nắm những căn bản mà quý vị sau này quý vị ra quý vị mà hướng dẫn thành ra khi mà cái tập trung đó, nó có những cái pháp khí mà nó làm cho cái người bệnh nằm trên giường họ rất tinh tấn họ niệm phật nó thành ra thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị với cái đối với chương trình tu của thầy quý vị các thầy soạn liên tục thầy đứng đây thầy nói mà thầy đi đâu thì người ta cũng phá hết tức là có nhiều người bị tai cho thầy về đây bởi vì biết nhiều người họ bị tai nó xấu thầy được đức nhưng mà đối với thầy đó tại vì mình phục vụ có chịu lời thì quý vị thấy không có gì thầy nào mà đứng mà từ sáng tới chiều mà hai ngày đâu mà làm gì mà thầy về tinh thần có chịu lời thầy không có bị điểm gì bạn thầy về cái sự nhận sáng của quý vị thành ra quý vị nhìn kỹ cái gì thầy hôm nay đến đây thầy tưởng niệm và hướng dẫn quý vị về những lời pháp của thầy quý vị luôn được phê bình nếu thầy giảng sai chánh pháp còn ngoài ra thầy đến đây có thể là chưa biết là tương lai thầy cũng nhiều khi thầy chán thầy qua ra một pháp hai năm nay ba năm nay mà thầy thấy nó chán ngán thì đời thầy muốn rút được bởi thầy cảnh cáo với phật tử của thầy là 4 năm nữa thầy không có còn tập mà thầy rút về núi thầy tu nhưng mà thầy thấy nó nhiều khi ở đây rồi xuống bằng pháp rồi nó nhiều cái là nó không có đúng như ý mình mà bây giờ giống như thầy là cái người đi vượt nước được vượt dòng chứ không phải xuôi dòng thành ra thầy dễ nhiều người dễ vui dòng được nhưng mà quý vị nhìn kỹ những cái thầy học được ở các cái chùa Tàu và những cái gì hay thầy đem đi hướng dẫn người Việt Nam thành ra cái đi của mình cũng còn sơ xuất là chúng tôi cái lại hai điều lắm luôn rất là hay những cái lại đó thì bây giờ cái gì nghĩ đi 15 phút sau cái gì trở lại là thầy tiếp tục nha cái năm này chị nào chiều nay rồi cần uống thuốc cần ăn cháo đây đây bao nhiêu người để chuyển qua cái sò đó bao nhiêu người cần ăn cháo thì đến đi làm trong khoảng đó thì giấy ra là ăn cháo đi nào.